Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 55. Xung quanh hắn có bốn người khổng lồ, bốn người khổng lồ này cao đến nghìn trượng, nét mặt đều nghiêm túc oai phong, trên người tản ra khí thế kỳ lạ, mà lúc này bọn họ đều đang nhìn hắn chăm chú, ánh mắt kia khiến hắn rất khó chịu, như một vị thần ở trên cao đang nhìn xuống người phàm vây. Tay phải Diệp Quân nắm chặt lấy kiếm Thanh Huyên, hắn nhìn những người khổng lồ trước mặt, không hề nhiều lời, lập tức biến thành một tia kiếm quang phóng lên cao, tấn công một người khổng lồ trong đó. Lúc này, người khổng lồ kia đột nhiên chỉ về phía Diệp Quân, động tác này khiến tinh hà vô tận sôi trào, vô số ngôi sao rơi xuống. Ầm, một động tác chỉ tay kéo theo sức mạnh hủy diệt đất trời thoáng chốc bao phủ lấy Diệp Quân, dù kiếm Thanh Huyên của Diệp Quân đã tạo ra một lỗ hổng, nhưng bản thân hắn lại không chịu được lực lượng đáng sợ này, bị động tác này chèn ép đến mức rơi xuống từ trong tinh không. Mà lúc này, một người khổng lồ trong đó đột nhiên giơ tay phải, lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay gã ta hội tụ vô số ngôi sao. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, bàn tay của người khổng lồ kia xoay lại, chèn ép về phía Diệp Quân vốn còn đang nhanh chóng rơi xuống. Động tác này khiến một vùng vũ trụ tinh hà sụp đổ. Nhìn vũ trụ và ngôi sao chèn ép về phía mình, con người của Diệp Quân co lại, đây là thuật thần thông gì vậy? Lúc này, hắn cảm thấy bản thân như một hạt bụi. Nhưng sau đó, nét mặt Diệp Quân trở nên cứng đờ, hắn lập tức kích hoạt ba loại huyết mạch trong cơ thể. Oanh! Sức mạnh huyết mạch cường đại phóng lên cao từ trong cơ thể Diệp Quân, hắn cầm kiếm Thanh Huyên trong tay bay lên cao, chém rách uy áp đáng sợ kia, lao thẳng về phía vũ trụ tinh hà. Đối đầu trực diện, ba loại huyết mạch ra chỉ cộng với kiếm Thanh Huyên, thực lực của Diệp Quân lúc này đã đạt tới một đỉnh cao mới. Khi kiếm của hắn đâm vào vũ trụ tinh hà kia, vô số ngôi sao lập tức bốc cháy, uy áp đáng sợ chèn ép. Lúc này, kiếm thế của Diệp Quân lại bị áp đảo. Kiếm của Diệp Quân ngày càng chậm hơn, đến cuối cùng, hắn cảm thấy trên người mình như bị một vũ trụ đè lên, khiến hắn gần như không thở nổi. Hơi thở tử vong đập vào mặt. Nét mặt Diệp Quân trở nên dữ tợn, hắn giận dữ gào thét, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể điên cuồng tuôn trào. Vụt! Thời không trong vũ trụ tinh hà cũng dần sụp đổ. Kiếm thế của Diệp Quân áp đảo trở lại. Nhưng lúc này, bốn người khổng lồ đồng thời giơ ngón tay, sau đó chỉ về phía Diệp Quân trong vũ trụ tinh hà vô tận bên dưới. Oanh 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 oanh! Bốn khí thế đáng sợ kéo xuống. Diệp Quân vốn đang nghịch thế xông lên cảm nhận được bốn hơi thở đáng sợ, con người hắn chợt co lại. Ầm, vũ trụ tinh hà hoàn toàn sụp đổ, lực lượng cường đại khiến Diệp Quân rơi thẳng xuống tinh không, trong quá trình rơi xuống, thân thể hắn lại bắt đầu bốc cháy. Không phải chủ động thiêu đốt, mà là không chịu nổi bốn sức mạnh đáng sợ kia. Mà sau khi bốn ngón tay khổng lồ đè xuống, Diệp Quân lập tức bị đè đến mức ngạt thở, lúc này, kiếm thế và sức mạnh huyết mạch của hắn đều bị chấn áp. Trong tinh không, cơ thể Diệp Quân bốc cháy, nhưng vẫn rơi xuống, lúc này, sức sống trong cơ thể hắn bắt đầu biến mất một cách nhanh chóng. Diệp Quân đang rơi chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này, hắn thật sự cảm nhận được hơi thở của tử vong. Thân thể và thần hồn đều đang tan đi. Sức sống trong cơ thể cũng dần biến mất. Chết! Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, hắn ngẩng đầu. Trong mắt chứa đựng một biển máu. Hoàn toàn điên cuồng. Đương nhiên hắn sẽ không ngồi chờ chết. Nếu nhất định phải chết, vậy tại sao không liều mạng một lần? Vào khoảnh khắc hắn chọn hoàn toàn phong ma, sức mạnh của huyết mạch phong ma hoàn toàn thức tỉnh, những sức mạnh huyết mạch đáng sợ phóng lên cao. Mà lúc này, sức mạnh huyết mạch phong ma cường đại hoàn toàn chèn ép huyết mạch phàm nhân và huyết mạch viêm hoàng. Nhưng ngay sau đó, huyết mạch phàm nhân lập tức bộc phát ra sức mạnh huyết mạch khủng khiếp. Hai huyết mạch lập tức đấu với nhau. Huyết mạch viêm hoàng khiêm tốn hơn, đứng một bên im lặng theo dõi. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía bốn ngón tay khổng lồ đang đè xuống, trong mắt là một biển máu, giết. Dứt lời, hắn chợt dẫm chân phải, ầm. Thời không vô tận bên dưới ầm ầm sụp đổ. Diệp Quân biến thành một tia kiếm quang phóng lên cao. Chém thẳng về phía bốn ngón tay kia. Vụt! Trong nháy mắt, Diệp Quân chém ra một lỗ hổng trong bốn khí thế kinh khủng kia, sau đó, một vùng kiếm quang màu máu lập tức bao phủ lấy bốn ngón tay khổng lồ. Ầm! Những tiếng nổ đáng sợ liên tục vang lên trong biến máu.
Kiếm quang màu máu mạnh mẽ không ngừng xé rách vũ trụ tinh hà. Đúng lúc này, bốn người khổng lồ kia đột nhiên rụt tay phải, sau đó trở lòng bàn tay, đè xuống Diệp Quân bên dưới, vũ trụ tứ phương, tiêu diệt. Ầm 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 ầm. Bốn vũ trụ đồng thời xuất hiện trong lòng bàn tay của bốn người khổng lồ, trong nháy mắt, vô số vũ trụ tinh thần chèn ép Diệp Quân. Ầm. Lúc này, ba sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân đồng loạt bị trấn áp. Trong tinh không, Diệp Quân cầm kiếm Thanh Huyền chống lại bốn phía vũ trụ tinh hà. Lúc này, máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng hắn. Cho dù hắn có Ngao Thiên Thiên trợ giúp thì lúc này cơ thể và thần hồn cũng bắt đầu không chịu được nữa. Sức mạnh của bốn tinh hà vũ trụ thật sự quá khủng khiếp. Đúng lúc này, một tàn ảnh đột nhiên lao vào vùng tinh hà vũ trụ đó. Một người khổng lồ trong số đó nhíu mày trừng mắt, hỗn xược. Dứt lời, bốn người khổng lồ đồng thời đè xuống, trong nháy mắt, tinh thần trong bốn tinh hà vũ trụ đều cháy lên, từng luồng sức mạnh đáng sợ quét xuống, dường như muốn nghiền nát vạn vật. Nhưng vào lúc này, tàn ảnh đó đã vọt tới trước mặt Diệp Quân, giờ phút này hắn đã hoàn toàn phong ma, vừa lao tới hắn đã chém ra một kiếm. Nhưng tốc độ của tàn ảnh còn nhanh hơn, khi kiếm của Diệp Quân hạ xuống thì đã bị tàn ảnh chỉ vào đầu mày trước. Diệp Quân bị sức mạnh bí ẩn trấn áp tại chỗ, sau đó tàn ảnh kia ngẩng đầu, hóa thành lưu quang vạn trượng phóng lên trời, đối diện với tinh thần vũ trụ đang bốc cháy ở bốn bề. Đùng đoàng! Không ngờ lưu quang vạn trượng này lại có thể nghiền nát được tinh thần vũ trụ bốc cháy bốn bề. To gan! Nhìn thấy cảnh này, một người khổng lồ gầm lên, hắn ta đang định ra tay một lần nữa thì tàn ảnh bên dưới đã lướt qua người Diệp Quân, sau đó tay trái xách hắn lên. Tay phải vung về phía trước, một luồng lưu quang như dao chém ra. Phập! Thời không bị xé toạc, tàn ảnh đưa Diệp Quân vào trong vết nứt đó. Tự phụ! Trong tinh hà, bốn người khổng lồ cùng gầm lên, sức mạnh cường đại thiêu đốt vũ trụ tinh hà xung quanh. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, tựa như nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên ngồi dậy, trước mắt hắn không xa có một người phụ nữ mặc váy trắng đang đứng ở đó. Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy trắng, người là. Người phụ nữ váy trắng quay lại nhìn Diệp Quân, cười bảo, đoán xem. Diệp Quân do dự rồi hỏi, cô. Trong mắt người phụ nữ váy trắng hiện lên vẻ ngạc nhiên, sao con biết? Diệp Quân cười khổ. Dù sao chỉ cần là phụ nữ thì về cơ bản đều là cô. Lúc này Diệp Quân đột nhiên cảm nhận được một luồng gió thơm phả vào mặt, ngay sau đó người phụ nữ váy trắng xuất hiện trước mặt hắn. Bà nhìn Diệp Quân cười bảo, con khiến ta rất bất ngờ đấy, thế mà lại có thể gắng gượng được trong tay tứ đại thần tướng đó lâu như vậy. Diệp Quân nhíu mày, tứ đại thần tướng. Người phụ nữ váy trắng gật đầu, đúng vậy, bọn họ là người của chúng thần điện. Phải nói rằng ta hơi bất ngờ, thế mà tông chủ của quá khứ tông lại có thể thuyết phục được chúng thần điện. Diệp Quân hơi khó hiểu, chúng thần điện là thế lực gì vậy ạ? Người phụ nữ váy trắng cười trả lời. Tuế Nguyệt Trường Hà đã biết hiện nay có 100 tỷ năm lịch sử, mà bọn họ là nhóm cường giả lâu đời nhất. Diệp Quân khó hiểu, không phải quá khứ tông ạ. Người phụ nữ váy trắng lắc đầu, quá khứ tông được xây dựng từ 80 tỷ năm trước, mà chúng thần điện còn sớm hơn bọn họ 20 tỷ năm. Nhưng tông chủ của quá khứ tông không đơn giản, bà ta không thuộc Tuế Nguyệt Trường Hà hiện tại. Nghe vậy, Diệp Quân sửng sốt, không thuộc Tuế Nguyệt Trường Hà hiện tại ấy ạ. Người phụ nữ váy trắng gật đầu, theo như điều tra, chúng ta phát hiện bà ta đến từ Tuế Nguyệt không rõ 100 tỷ năm trước. Nhưng cũng không tra ra được lai lịch của bà ta, chỉ biết năm xưa bà ta đến từ Tuế Nguyệt không rõ ấy, sau đó đánh bại mấy người được coi là thần của chúng thần điện khi ấy. Từ đó về sau, chúng thần điện rút lui khỏi lịch sử, còn bà ta thì thành lập quá khứ tông. Nói đến đây, bà ấy khẽ cau mày. Không ngờ chúng thần điện biến mất đã lâu như vậy lại xuất hiện lần nữa. Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy trắng, còn phải gọi cô là gì ạ? Người phụ nữ váy trắng cười với Diệp Quân, có thể gọi ta là Tiểu Tịnh cô. Tiểu Tịnh. Diệp Quân gật đầu, lần này may nhờ có Tiểu Tịnh cô, nếu không chắc con đã lành ít dữ nhiều rồi. Tiểu Tịnh cười, giao đấu với bốn thần tướng kia, con cảm thấy thế nào? Diệp Quân trầm giọng đáp, rất mạnh. Phải công nhận rằng thật sự rất mạnh. Cho dù hắn đã dùng hết con át chủ bài thì vẫn không đánh bại được tứ đại thần tướng ấy.
Tiểu Tịnh cười, con làm được như vậy là đã rất giỏi rồi. Diệp Quân như nghĩ tới gì đó bèn vội hỏi, Tiểu Tịnh cô, phía tỷ tỷ của con. Tiểu Tịnh đáp, yên tâm đi, họ an toàn hơn con nhiều. Nói rồi bà nhìn xung quanh, lần này chúng thần điện đến có lẽ không chỉ có tứ đại thần tướng thôi đâu. Diệp Quân nói, con trị thương trước đã. Nói xong hắn đi vào tiểu tháp. Bởi vì có cây thần tự nhiên và tâm sinh mệnh, vì thế không bao lâu vết thương trên người hắn đã hoàn toàn bình phục. Sau khi hoàn toàn hồi phục vết thương, Diệp Quân ra khỏi tiểu tháp. Bên ngoài, Tiểu Tịnh nhìn hắn rồi cười, chơi lớn một lần, có dám không? Diệp Quân hơi tò mò, chơi lớn thế nào ạ? Tiểu Tịnh nháy mắt, đến quá khứ tông. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Tiểu Tịnh cười nửa miệng, sợ à? Diệp Quân lập tức nghiêm mặt, có Tiểu Tịnh cô ở đây, còn sợ cái gì? Chơi luôn. Khóe miệng Tiểu Tịnh hơi nhếch lên, đi. Nói xong bà xoay người phất tay áo. Phụt. Thời không trước mặt bà tách ra, sau đó bà đưa Diệp Quân vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Hai người đi ngược dòng Tuế Nguyệt. Diệp Quân nhìn Tiểu Tịnh, trong lòng hơi sốc, bởi vì hắn phát hiện thực lực của cô này cũng rất đáng sợ. Ngược dòng Tuế Nguyệt đơn giản như uống nước vậy. Cô của hắn không có ai là tầm thường hết. Cứ thế, hai cô cháu ngược dòng Tuế Nguyệt mà đi. Diệp Quân hỏi, Tiểu Tịnh cô, chỉ có hai chúng ta thôi ạ. Tiểu Tịnh gật đầu, chỉ có hai chúng ta thôi. Diệp Quân muốn nói lại thôi. Tiểu Tịnh nhìn Diệp Quân, sợ à? Diệp Quân mau chóng lắc đầu, không sợ. Lúc này dù cắn răng cũng phải xông lên. Tiểu Tịnh mỉm cười, bây giờ cường giả hàng đầu của quá khứ tông đều đang chiến đấu với hư vọng và các tỷ tỷ của con rồi, vậy nên chúng ta có thể đến chiếm hang ổ của chúng. Diệp Quân nghĩ thấy cũng đúng. Vì thế hắn quyết định chơi lớn cùng Tiểu Tịnh. Dù sao khoảng thời gian này hắn cũng rất bức bối, ngày nào cũng bị quá khứ tông nhắm đến đuổi giết, trong lòng hắn cũng rất bực. Lần này nhất định phải chút giận. Còn về nguy hiểm, Diệp Quân nhìn Tiểu Tịnh rồi cười, đi cùng cô sẽ có nguy hiểm được sao? Lúc này Tiểu Tịnh như cảm nhận được điều gì, bà chợt quay lại nhìn phía cuối tinh hà, cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ. Lúc này Diệp Quân cũng cảm nhận được luồng khí thế mạnh mẽ ấy. Diệp Quân còn chưa lên tiếng, một giọng nói già nua đã vang lên trong đầu hắn, dị đoan Diệp Quân. Nghe thấy giọng nói này, lòng Diệp Quân run lên, tứ đại thần tướng kia đến rồi. Đúng lúc này, Tiểu Tịnh quay người lại rồi mắng, dị cái đầu ngươi, cút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói rồi bà phất tay áo, một luồng sức mạnh cường đại phóng ra, phá tan giọng nói ấy. Diệp Quân hoàn hồn. Hắn nhìn Tiểu Tịnh bên cạnh, Tiểu Tịnh nháy mắt, bình thường ta không nói tục đâu. Diệp Quân cười, cô tính tình thẳng thắn, bộc trực, rất tốt. Tiểu Tịnh cười ha hả, sau đó đưa hắn biến mất. Đi một lúc lâu, Diệp Quân phát hiện bốn luồng khí cổ vẫn theo sát phía sau, vì thế hắn quay sang nhìn Tiểu Tịnh, cô, hay là giải quyết tứ đại thần tướng kia trước đi. Tiểu Tịnh nhìn hắn rồi bảo, giết bọn chúng trước. Diệp Quân gật đầu. Giết bọn chúng trước rồi đến quá khứ tông. Tiểu Tịnh cười, được, ta đánh 3, con đánh 1, được chứ? Diệp Quân đáp ngay, được ạ. Nghe Diệp Quân nói thế, Tiểu Tịnh lập tức dẫn hắn dừng lại, hai cô cháu quay người lại nhìn về phía cuối Tuế Nguyệt Trường Hà. Nơi đó, bốn hơi thở càng lúc càng mạnh, càng lúc càng gần. Chẳng mấy chốc thời không xung quanh Diệp Quân và Tiểu Tịnh đột nhiên trở nên hư ảo, trong nháy mắt. Hai cô cháu đã đến vùng tinh không bao la. Xung quanh họ là bốn thần tướng cao nghìn trượng. Tiểu Tịnh nhìn Diệp Quân, chọn một đi. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn thần tướng trước mặt mình, không nhiều lời, lập tức hóa thành kiếm quang bay lên trời. Trong tay hắn vẫn cầm kiếm Thanh Huyên. Mà sau khi Diệp Quân ra tay, Tiểu Tịnh cũng hóa ngay thành một hình vòng phóng lên từ mặt đất, lao về phía ba thần tướng. Trận đại chiến bắt đầu. Khi Diệp Quân lao đến trước mặt thần tướng kia, thần tướng nắm chặt tay phải lại rồi đấm về phía hắn. Quyền này hạ xuống, tinh không xung quanh tức khắc sục sôi, sau đó vỡ vụn, hủy diệt từng tầng. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng từ quyền ấy, Diệp Quân không dám khinh thường, người hắn run lên, trong nháy mắt trở nên hư ảo. Thời không Tuế Nguyệt chồng chéo. Khi hàng vạn thanh kiếm hội tụ thành một,
âm thanh kiếm rung chói tai vang vọng khắp vũ trụ tinh hà. Cứng đối cứng, kiếm của Diệp Quân chém mạnh vào nắm đấm của thần tướng, hai sức mạnh vừa tiếp xúc với nhau, đất trời đã sụp đổ. Rắc rắc, bởi vì là kiếm Thanh Huyên nên nắm đấm của thần tướng vừa chạm vào kiếm đã nổ tung, nhưng bản thân Diệp Quân cũng bị sức mạnh đáng sợ ấy đẩy lùi liên tục, trong lúc lùi lại, cơ thể hắn cũng bắt đầu rạn nứt. Sức mạnh quá khủng khiếp. May mắn thay hắn có cây thần tự nhiên và tâm sinh mệnh, cơ thể mau chóng hồi phục. Mà thần tướng kia khi bị kiếm của Diệp Quân làm vỡ nắm đấm, khuôn mặt trở nên hung dữ, gã cúi xuống nhìn Diệp Quân gầm lên dữ tợn, dùng tay trái đấm về Diệp Quân phía xa. Cú đấm này vừa tung ra, vùng tinh hà lập tức biến mất và hủy diệt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Diệp Quân thấy quyền này phóng tới, hai mắt hơi híp mắt, hắn không lùi cũng không thể lùi, hóa thành kiếm quang phóng lên trời, lao về phía thần tướng. Trong tinh hà, kiếm quang khủng bố bộc phát ra, sau đó tay trái của thần tướng lập tức nổ tung từng tấc. Mà lần này Diệp Quân không cho đối phương cơ hội nữa, trực tiếp hóa thành kiếm quang bay vào đầu mày của thần tướng. Phập! Thần tướng đó bị ghim ngay tại chỗ, khi kiếm Thanh Huyên sắp hoàn toàn hủy diệt gã ta, Diệp Quân như cảm nhận được gì, sắc mặt hắn thay đổi, trong mắt đầy vẻ khó tin, sao có thể thế này? Khi kiếm của hắn đâm vào cơ thể thần tướng kia, hắn mới kinh hãi phát hiện thần tướng trước mắt không phải bản thể. Mà các đó mấy vạn trượng có một người đàn ông trung niên mặc thần giáp, ánh mắt ông ta hiện lên kim quang, thần thái uy nghiêm, trên người toát lên khí thế mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên trước mắt mới là bản thể thực sự. Người hắn vừa đánh chỉ là con rối phân thân mà thôi. Diệp Quân đâm vỡ phân thân của thần tướng, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, mà lúc này ông ta cũng đang nhìn hắn. Người đàn ông trung niên bay vút lên không trung, xòe bàn tay ra, sau đó hướng lòng bàn tay lên giữa lông mày, dùng tay trái kết ấn thần tướng thiên địa. Dứt lời, sau lưng ông ta có một hư ảnh màu vàng vạn trượng xuất hiện, hư tượng màu vàng tản ra lưu quang màu vàng nhàn nhạt, uy nghiêm đoan trang, tựa như thần thức cổ xưa khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà ấu khi hư ảnh màu vàng này xuất hiện, từng giọng nói già nua đột nhiên vang vọng khắp tinh không. Diệp Quân nhìn hư ảnh màu vàng, trầm mặc không nói, tay phải nắm chặt thánh kiếm Hiên Viên. Lúc này, hư ảnh màu vàng chợt tiến lên trước, tung một chưởng về phía Diệp Quân. Đoàng! Quyền này tung ra, quyền thế đáng sợ lập tức quét qua như dòng nước lũ, tấn công về phía Diệp Quân với uy áp mạnh mẽ khiến hắn khó mà thở nổi. Xung quanh, vô số ngôi sao đều mở đi. Uy lực từ quyền này cực kỳ đáng sợ. Xa xa, Diệp Quân thấy quyền này đánh tới, ánh mắt hắn bình tĩnh, hai mắt từ từ nhắm lại. Trước cú đấm này, hắn có vẻ nhỏ bé như một con kiến. Nhưng trên mặt Diệp Quân lại không hề có vẻ sợ hãi. Hắn đột nhiên mở mắt, người hắn đã biến mất tại chỗ. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. 5 lần xếp chồng 2000 nhát thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm liên tiếp. Ngay khi nhát kiếm này của Diệp Quân phóng ra, tiếng kiếm ngân xé tan khí thế uy áp trước mặt hắn, sau đó một luồng kiếm quang chém lên nắm đấm đó. Bùm! Hắn chém ra nhát kiếm này, nắm đấm vạn trượng ấy đã bị hắn chém nát bấy vỡ tan. Khi nắm đấm vỡ tan, kiếm của Diệp Quân phóng tới trước mặt người đàn ông trung niên, mà đúng lúc này, tay phải của ông ta vươn về phía trước, ngàn vạn kim quang bộc phát ra từ nắm đấm, trong nháy mắt nhấn chìm Diệp Quân. Nhưng ngay giây tiếp theo, phụt! Một luồng kiếm quang phá tan vô số kim quang ấy. Nhìn thấy cảnh này, con người của người đàn ông trung niên co rụt lại, trong mắt hiện lên vẻ khó có thể tin được, ông ta không dám lấy cứng đối cứng chống lại kiếm này của Diệp Quân nữa, liên tiếp lùi về phía sau, mà Diệp Quân lại đuổi theo sát sao, kiếm quang chém vỡ vũ trụ tinh hà, chém thẳng về phía người đàn ông trung niên. Hắn không đánh được 4 thần tướng, nhưng chỉ một thần tướng thì hắn không sợ. Thấy Diệp Quân cầm kiếm dồn mình vào chỗ chết, trong mắt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ hung ác, ông ta chắp tay lại, miệng niệm thần chú bí ẩn cổ xưa, giây tiếp theo, vô số kim quang phóng ra từ cơ thể ông ta. Diệp Quân vừa mới phóng tới trước mặt người đàn ông trung niên, thấy vô số kim quang này, hắn lập tức giơ tay chém ra một kiếm. Bùm! Sau khi kim quang và kiếm quang bộc phát, cả hai cùng rút lui. Sau khi Diệp Quân dừng lại, ông ta đang định ra tay lần nữa, nhưng lúc này,
thần tướng ở nơi xa lại chỉ vào Diệp Quân gầm lên giận dữ, thiên phạt. Ầm. Thời không trên đỉnh đầu Diệp Quân tách ra, tiếp đó một luồng kim quang phóng xuống, bao phủ lấy hắn, trong nháy mắt cơ thể Diệp Quân bắt đầu từ từ bị hủy diệt. Thấy thế, Diệp Quân nhíu mày, hắn phất tay áo, chém ra một luồng kiếm quang, nhưng kiếm quang của hắn vừa mới tiếp xúc với kim quang kia thì đã vỡ vụn. Diệp Quân hơi sửng sốt. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, cười khẩy, đây chính là thiên phạt, sức mạnh phàm nhân của ngươi làm sao có thể phá được. Diệp Quân giơ tay chém xuống một nhát. Phập, kim quang lập tức bị phá vỡ. Hắn lại chém thêm một kiếm nữa. Ầm, kim quang kia lại vỡ tan. Thấy điều này, người đàn ông trung niên hơi sững sờ. Diệp Quân hờ hững nhìn ông ta, thiên phạt chỉ có thế này thôi hả? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quân, đang định lên tiếng, nhưng Diệp Quân không muốn nhiều lời với ông ta, trực tiếp hòa thành kiếm quang biến mất tại chỗ. Phập, nơi đây lập tức có kiếm quang lóe lên. Phía xa, người đàn ông trung niên như cảm nhận được điều gì, con người co rụt lại, ông ta liên tục lùi về phía sau. Hiện tại ông ta không dám lấy cứng đối cứng chống lại kiếm của Diệp Quân, kiếm này quá mạnh, chạm vào không chết thì cũng bị thương. Thấy người đàn ông trung niên chỉ rút lui không chiến đấu, Diệp Quân cau mày, nhìn ông ta các người chỉ biết trốn chạy thôi à. Đối mặt với sự trào phúng của Diệp Quân, người đàn ông trung niên cũng không tức giận, ông ta nhìn kiếm trong tay hắn, nếu ngươi có bản lĩnh thì đừng dùng thanh kiếm này. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong hắn cất kiếm Thanh Huyền đi, đổi thành Thánh kiếm Hiên Viên, sau đó một lần nữa lao về phía người đàn ông trung niên. Thấy Diệp Quân đổi kiếm, người đàn ông trung niên cười mỉa, người run lên sau đó tung một quyền về phía Diệp Quân. Mà khi nắm đấm của ông ta sắp chạm vào kiếm của Diệp Quân, Thánh kiếm Hiên Viên trong tay hắn bỗng biến thành kiếm Thanh Huyền. Thấy vậy, sắc mặt người đàn ông trung niên biến đổi, ngươi. Phụt, kiếm hành đạo xuất hiện. Kiếm của Diệp Quân đâm thẳng vào nắm đấm của người đàn ông trung niên, sau đó lại thuận theo nắm đấm của ông ta đâm vào cơ thể ông ta. Bùm! Người đàn ông trung niên bị kiếm của Diệp Quân đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy. Ông ta nhìn Diệp Quân chằm chằm, ngươi lừa thần. Diệp Quân bình tĩnh nói, thần, cô váy trắng của ta từng nói kẻ tự xưng là thần chẳng qua chỉ là một đám người mạnh hơn một chút thôi, hơn nữa những kẻ tự xưng là thần đều rất ngu dốt, không biết mình nhỏ bé nhường nào. Ngu xuẩn, người đàn ông trung niên quát lên giận dữ, ngắt lời Diệp Quân, cô gì đó của ngươi chỉ là một con kiến mà cũng dám ngông cuồng nói thần như thế. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên phóng thẳng từ trên đỉnh đầu người đàn ông trung niên xuống. Phập, người đàn ông trung niên thần hồn đều bị tiêu diệt. Khi Diệp Quân nhìn thấy thanh kiếm ấy, lòng hắn giật thót. Mẹ kiếp, đây là kiếm hành đạo. Chết tiệt, chẳng phải cô váy trắng đi chơi trùng sinh rồi ư? Sao vẫn có thể chơi trò giết người trong một giây từ xa được thế? Lúc này kiếm hành đạo từ từ bay ra. Nhìn thấy kiếm hành đạo, Diệp Quân vội gọi tiểu đạo. Kiếm hành đạo hơi rung lên. Sau đó bay tới trước mặt Diệp Quân, đương nhiên nó biết Diệp Quân, khi ấy nó đã đi theo hắn một thời gian, đương nhiên sẽ không phớt lờ hắn. Thấy kiếm hành đạo vẫn nhận mình, Diệp Quân vui mừng, đưa tay cầm kiếm hành đạo, nó cũng không phản kháng. Diệp Quân hỏi, cô đâu? Kiếm hành đạo rung lên, hóa thành kiếm quang biến mất ở cuối tinh hà. Diệp Quân lắc đầu mỉm cười. Cô váy trắng thật sự đã đi rồi. Tất nhiên với thực lực của bà ấy thì có thể ở khắp mọi nơi. Như nghĩ tới điều gì, khóe miệng Diệp Quân hơi nhếch lên, nụ cười này thực sự hơi xấu xa. Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ, quay người nhìn về phía xa, tiểu tịnh cô cũng đã đánh được ra bản thể của ba thần tướng. Diệp Quân hóa thành kiếm quang phóng tới giết một thần tướng trong số đó. Thần tướng ấy như cảm giác được điều gì, quay người lại, mà Diệp Quân đã phóng kiếm tới trước mặt hắn. Sắc mặt thần tướng thay đổi, ông ta hét lên giận dữ, tung quyền về phía kiếm của Diệp Quân. Nhưng sau khi quyền mang xuất hiện, bản thể của ông ta lại mau chóng lui về phía sau. Bởi vì vừa nãy ông ta đã tận mắt nhìn thấy đồng bạn của mình chết, chính vì lấy cứng đối cứng với Diệp Quân, nên bị kiếm của Diệp Quân chém chết. Kiếm này có môn đạo, không thể cứng rắn được.
Sau khi Diệp Quân phá vỡ quyền mang đó thì ngẩng đầu nhìn thần tướng đã lui xa kia. Thần tướng đó dừng lại xong thì nói, rút. Nói rồi ông ta và hai thần tướng bên cạnh hóa thành ba thần quang biến mất ở cuối tinh hà. Nhưng vũ trụ tinh hà ở đây bắt đầu trở nên mờ ảo, không lâu sau Diệp Quân và Tiểu Tịnh đã xuất hiện trong thời không tuế nguyệt ban đầu. Thấy ba thần tướng chạy trốn, nét mặt Diệp Quân trầm xuống. Thật tiếc, nếu giải quyết được ba thần tướng này luôn thì tốt. Tiểu Tịnh nhìn Diệp Quân, vừa nãy là kiếm hành đạo à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Kiếm hành đạo. Tiểu Tịnh gật đầu, không nói thêm nữa. Diệp Quân bảo, Tiểu Tịnh cô, chúng ta đến quá khứ tông đi. Tiểu Tịnh cười bảo, được. Hai cô cháu lại lên đường, đến quá khứ tông. Trên đường đi, Diệp Quân hỏi, Tiểu Tịnh cô có biết nhiều về chúng thần điện này không? Tiểu Tịnh lắc đầu, chúng thần điện và quá khứ tông đều khá bí ẩn, theo như điều tra, chúng ta chỉ biết về thế lực này, còn thực lực của chúng ra sao thì chúng ta không rõ lắm. Nhưng, nói rồi bà ấy nhìn Diệp Quân, cười bảo, sợ cái gì, trong vũ trụ mênh mông này, lợi hại nhất là nhà họ Dương của con. Nhà họ Dương? Diệp Quân lắc đầu cười. Lần này hắn đã thật sự nhận ra mình là yếu nhất, những cô hay gì xuất hiện ai cũng đều nghịch thiên. Hắn phải cố gắng hơn nữa. Tiểu Tịnh nói tiếp, so với chúng thần điện, ta hứng thú với quá khứ tông hơn. Diệp Quân hơi tò mò, vì sao ạ? Tiểu Tịnh cười đáp, năm xưa khi ta ngược dòng tuế nguyệt đã từng vào tuế nguyệt không rõ ấy, cũng chính là tuế nguyệt 100 tỷ năm trước. Nhưng đáng tiếc là không thể đi vào, nhưng ta phát hiện ra một điều rất thú vị. Diệp Quân hỏi ngay, chuyện thú vị gì vậy ạ? Tiểu Tịnh cười, sau này con đến đó xem sẽ biết thôi. Diệp Quân cạn lời. Cô này lại còn ra vẻ huyền bí nữa. Tiểu Tịnh nói, trước đây ta đã muốn đến quá khứ tông rồi, nhưng người phụ nữ kia của quá khứ tông quá lợi hại, ta đánh không lại nên không đến, vừa hay lần này có con. Nói đến đây bà ấy dừng lại. Diệp Quân nghe xong lại hơi khiếp sợ. Mẹ kiếp! Sao hắn lại thấy có gì đó sai sai nhỉ? Cô này thật sự theo hắn đến đánh quá khứ tông ư? Bà ấy sẽ không bán đứng hắn chứ? Diệp Quân nhìn Tiểu Tịnh, thầm nói trong lòng, tháp ra, Tiểu Tịnh cô có đáng tin không? Tiểu Tháp im lặng một hồi mới nhẹ giọng nói, trước đây bà ta là thổ phỉ, người nói xem có đáng tin không? Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Làm thổ phỉ. Nghe Tiểu Tháp nói vậy, Diệp Quân sững sờ. Xong đời rồi. Tiểu Tịnh cô sẽ không mang hắn đi tặng đấy chứ? Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Tiểu Tịnh bên cạnh, Tiểu Tịnh mỉm cười, nhưng lúc này, Diệp Quân lại cảm thấy nụ cười này hơi kỳ lạ. Diệp Quân thầm nghĩ, tháp ra, hay là chúng ta chuồn đi? Hắn thấy đến quá khứ tông không khác gì lao đầu vào chỗ chết. Tiểu Tháp nói, ngươi không thấy muộn rồi sao? Diệp Quân! Lúc này, Tiểu Tịnh quay lại nhìn Diệp Quân, đang nghĩ gì thế? Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, Tiểu Tịnh cô, hay là chúng ta gọi thêm người nhé? Tiểu Tịnh xua tay, không cần, chúng ta hợp lực đã là thiên hạ vô địch rồi. Diệp Quân trầm mặc, hắn rất muốn nói cô chém gió thì đừng dẫn theo hắn đi cùng. Nhưng nghĩ rồi lại thôi. Tiểu Tịnh cô trông có vẻ hiền từ, nhưng trực giác nói với hắn rằng đối phương không phải người tốt. Chẳng mấy chốc, hai người đã biến mất ở cuối tuế nguyệt trường hà. Ở một diễn biến khác, lúc này, mấy người Diệp An vẫn đang chiến đấu với Hàn Lăng. Dưới sự kêu gọi của Tiểu Bạch, các nhóm thiên đạo ngày càng nhiều, đám kỵ binh cổ long phía Hàn Lăng bị áp chế hoàn toàn, lần lượt rút lui. Những thiên đạo kia cũng rất khó để giết những kỵ binh cổ long này, bởi vì bọn họ đều mặc giáp thần cực phẩm. Ông lão Tuế Nguyệt cũng chiến đấu ngang ngửa với đám cường giả kiếm các. Tình hình chiến trận hơi bế tắc. Lúc này, Hư Vọng lùi về bên cạnh người phụ nữ váy xanh, bà ấy ngẩng đầu nhìn trời, trầm trọng nói, đám người lúc nãy là người của chúng thần điện sao? Người phụ nữ váy xanh gật đầu. Hư Vọng nhíu mày, hắn. Người phụ nữ váy xanh mỉm cười, đừng lo, Tiểu Tịnh cô nương đã đi chi viện rồi. Nói đến đây, dường như bà ấy nghĩ tới điều gì đó, nghi hoặc nói, theo lý mà nói, đáng lẽ nên trở về rồi mới phải, bọn họ. Nghe vậy, sắc mặt Hư Vọng cũng hơi thay đổi. Tiểu Tịnh, người phụ nữ này điên rồi. Lúc ở vũ trụ Quan Huyên,
người phụ nữ này đã làm loạn nhiều chuyện. Thậm chí còn muốn cướp quyền, tạo phản. Chuyện này thật quá đáng. May là viện trưởng thiện viện là người thành thực, nếu kiếm chủ nhân gian và Thanh Khưu không còn nữa bà ấy có thể sẽ thành công. Bởi vì nội các thư viện không hề áp chế được bà ấy. Cuối cùng không còn cách nào khác, Diệp Huyên bảo bà ấy đến Tuế Nguyệt Trường Hà phát triển, sau khi đến Tuế Nguyệt Trường Hà, bà ấy đã làm loạn mọi thứ. Thổ phỉ đế quân. Cái danh này không phải tự nhiên mà có. Bà ấy luôn cướp bóc, lộng hành ở Tuế Nguyệt Trường Hà. Rất nhiều thế lực trong Tuế Nguyệt Trường Hà, bao gồm cả những cổ tộc lớn đều cảm thấy đau đầu khi nghe đến bà ấy, không dám khiêu khích. Mà bây giờ, Diệp Quân lại đi cùng bà ấy. Hư Vọng hơi lo lắng. Người phụ nữ váy xanh cũng thấy lo lắng. Bởi vì bà ấy cũng đã nghe nói đến những việc tiểu tịnh cô nương này từng làm, nhưng bà ấy nghĩ đối phương sẽ không làm ra chuyện gì xấu xa. Đúng lúc này, một người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người họ. Người áo đen cung kính hành lễ rồi nói, chủ mẫu, tiểu tịnh cô nương dẫn Diệp thiếu chủ đến quá khứ tông rồi. Nghe vậy, hai người đều sững sờ. Người phụ nữ váy xanh nhìn người áo đen, đến quá khứ tông hả? Người áo đen gật đầu, đúng vậy. Người phụ nữ váy xanh trầm mặc. Hư Vọng xa sầm mặt mày. Người phụ nữ này định làm gì? Người phụ nữ váy xanh nói, thông báo cho Thanh Thanh cô nương, Niệm Niệm cô nương, Đồ cô nương, Nhị Nha, bảo bọn họ lập tức đến quá khứ tông, mau lên. Người áo đen lập tức rời đi. Hư Vọng trầm giọng nói, bà ấy định làm gì? Người phụ nữ váy xanh trầm mặc một lát rồi nói, liệu bà ấy có bán đứng Tiểu Diệp không? Hư Vọng. Trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quân và Tiểu Tịnh tiếp tục ngược dòng Tuế Nguyệt. Tiểu Tịnh nói, có phải Tiểu Tháp ở trong tay con không? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Tiểu Tịnh nhìn Diệp Quân, nói, có thể cho ta mượn Tiểu Tháp vài ngày không? Diệp Quân còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Tháp đã vội vàng nói, không được. Nếu nói Diệp Thanh Thanh hỗn láo thì người phụ nữ này còn độc ác hơn. Độc ác thật sự. Bà ấy làm được những việc mà không phải con người làm được. Diệp Thanh Thanh vẫn còn nhân tính, mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng nếu không động vào bà ấy thì bà ấy sẽ không nhắm vào ngươi. Còn người phụ nữ trước mắt đầy suy nghĩ xấu xa, lúc nào cũng nghĩ cách hãm hại người khác. Diệp Quân hơi do dự, trực giác nói cho hắn biết không thể cho mượn Tiểu Tháp. Tiểu Tịnh nói, ta chỉ muốn mượn xem thử. Bà ấy nhìn Diệp Quân, con nghĩ ta thèm muốn tháp của con sao? Diệp Quân cười, con không nghĩ vậy. Tiểu Tịnh nheo mắt cười, sau đó đưa tay phải ra. Cứ như vậy, Diệp Quân không thể từ chối, đành phải đưa Tiểu Tháp cho Tiểu Tịnh. Tiểu Tịnh nhìn Tiểu Tháp trong tay, mỉm cười, ta nghiên cứu một thời gian rồi sẽ trả lại cho con. Nói xong bà ấy cất Tiểu Tháp đi. Diệp Quân do dự nói, cô, cả đoạn đường này con đều nhờ vào tháp ra. Hắn rất muốn nói cô mau trả lại cho hắn đi. Đương nhiên hắn không hề nói dối, thời gian qua, có thể đi tới giờ đều là nhờ công lao lớn của tháp ra. Mỗi vết thương có thể lành nhanh như vậy đều là nhờ tháp ra. Tiểu Tịnh cười nói, cô biết con vất vả, con yên tâm, từ giờ, cô sẽ che chở cho con chỉ cần nằm yên một chỗ là được. Diệp Quân nhìn Tiểu Tịnh, không nói gì. Vị cô này trông hơi bất thường. Lúc này, Tiểu Tịnh nhìn về phía xa, cười nói, chúng ta sắp tới quá khứ tông rồi. Diệp Quân hỏi, trước đây cô từng tới quá khứ tông rồi sao? Tiểu Tịnh lắc đầu, chưa từng. Bà ấy nhìn Diệp Quân, nói, người phụ nữ kia rất lợi hại, ta không đánh lại nổi. Diệp Quân nói, lần này chúng ta tới quá khứ tông, nắm chắc mấy phần thắng. Tiểu Tịnh không nghĩ nhiều đáp, 10 phần. 10 phần. Diệp Quân hơi bất ngờ, hỏi, phần thắng ở đâu? Tiểu Tịnh cười nói, con không cần lo lắng, tất cả đã có ta lo liệu, con chỉ cần đi theo ta. Ta sẽ không để con chịu thiệt. Diệp Quân không nói gì. Vị cô này giống như đang lừa hắn. Chắc không phải đâu nhỉ. Dù sao đây cũng là cô của hắn. Cô. Hai chữ này vô cùng cao cả trong lòng hắn. Bởi vì những vị cô mà hắn từng gặp đều rất tài giỏi, hơn nữa còn rất đáng tin cậy. Có phải hắn nghĩ nhiều quá rồi không? Nghĩ vậy, Diệp Quân lắc đầu cười.
Sao cô có thể lừa hắn chứ? Tiểu Tĩnh nói, xung quanh có khí tức mạnh mẽ. Nghe vậy, Diệp Quân quay đầu nhìn xung quanh, hắn cảm nhận được khí tức ẩn giấu. Tiểu Tĩnh cười nói, chắc là người của quá khứ tông, xem ra bọn họ đã biết chúng ta định đến quá khứ giới rồi. Diệp Quân trầm giọng nói, bọn họ không ngăn cản chúng ta, lẽ nào muốn để chúng ta tiến vào quá khứ giới sao? Nghe vậy, Tiểu Tĩnh hơi bất ngờ, đầu óc tên này cũng nhanh nhạy thật, hơn nữa từ biểu hiện vừa rồi có thể thấy thằng nhóc này đang đề phòng bà ấy. Tiểu Tĩnh cười nói, bọn họ đương nhiên là muốn chúng ta vào quá khứ cảnh, dù sao con cũng ở đây. Hắn ở đây. Diệp Quân sững sờ. Tiểu Tĩnh cười nói, lẽ nào con không muốn đến quá khứ tông xem thử sao? Diệp Quân nói, muốn, nhưng mà. Tiểu Tĩnh cười nói, chúng ta đến rồi. Nghe vậy, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi đó có một tấm bia đá cao ngàn trượng, trên tấm bia khắc ba chữ quá khứ giới. Quá khứ giới. Diệp Quân quay lại nhìn Tiểu Tĩnh kéo cánh tay hắn, sau đó biến mất tại chỗ, rất nhanh, hai người đã xông vào quá khứ giới. Trong khoảnh khắc, Diệp Quân và Tiểu Tĩnh đến một đám mây, được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp mây, cách xa hai người vạn trượng, có hàng ngàn cung điện cổ xưa. Diệp Quân nhìn cung điện lớn nhất, bên trên viết ba chữ quá khứ tông. Quá khứ tông. Diệp Quân liếc nhìn xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Không có cường giả nào ra tay với bọn họ. Diệp Quân suy nghĩ một lúc, vẫn nên dựa vào Tiểu Tĩnh thì hơn. Lúc này, hắn chỉ có thể tin tưởng người cô trước mặt. Tiểu Tĩnh nhìn quá khứ tông, ánh mắt lóe sáng, không biết đang nghĩ gì. Bùm! Đúng lúc này, một ông lão lặng lẽ xuất hiện trước mặt hai người họ. Khi ông lão này đến, xung quanh xuất hiện rất nhiều khí tức đen tối. Chỉ có thể cảm nhận được khí tức, nhưng không thể cảm nhận được người. Diệp Quân cau mày, trong lòng thầm cảnh giác. Ông lão nhìn Tiểu Tĩnh, đứng đầu bảng Tuế Nguyệt, Thổ Phỉ Đế Quân. Đứng đầu bảng Tuế Nguyệt. Nghe ông lão nói vậy, Diệp Quân sững sờ, hắn nhìn Tiểu Tĩnh bằng ánh mắt kinh ngạc. Tiểu Tĩnh cô là người đứng đầu trong bảng Tuế Nguyệt ư? Tiểu Tĩnh cười nói, lần này ta tới quá khứ tông là muốn mượn ít đồ. Ông lão nhìn Tiểu Tĩnh, người định cướp bóc ở quá khứ tông sao? Tiểu Tĩnh nghiêm túc nói, cướp bóc gì chứ, thật khó nghe, ta nói là mượn, mượn. Ông lão chế nhạo, Thổ Phỉ Đế Quân, bỏ mánh khóe của ngươi đi, nơi này là quá khứ tông, không phải nơi ngươi có thể giở trò lưu manh, ngươi. Tiểu Tĩnh đột nhiên phất tay. Bùm! Một luồng sức mạnh mạnh mẽ đánh bay ông lão. Tiểu Tĩnh lạnh lùng nhìn ông lão bay xa, ta cứ giở trò lưu manh đấy. Hỗn láo! Ông lão tức giận, hóa thành một luồng sáng màu đen lao về phía Tiểu Tĩnh. Ánh mắt Tiểu Tĩnh hiện lên vẻ khinh thường. Bà ấy giơ tay phải lên, sau đó ấm xuống. Bùm! Với một đòn này, đạo kiếm quang vạn trượng lập tức vỡ tan. Ông lão lại bị đánh bay. Sau khi đánh bay ông lão, Tiểu Tĩnh nói, ra đây đi. Ha ha! Lúc này, tiếng cười lớn từ bốn phía vang lên, thời không mở toang, hàng trăm cường giả đỉnh cao lao ra. Mặt Diệp Quân biến sắc, định ra tay thì phát hiện đám người này không phải người quá khứ tông, mà là người của Tiểu Tĩnh. Một người đàn ông to lớn cười nói, nếu có thể cướp sạch quá khứ tông thì binh đoàn Thổ Phỉ chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền, ha ha. Binh đoàn Thổ Phỉ. Tiểu Tĩnh xua tay, phấn khích nói, cướp hết cho ta, một sợi tóc cũng không được để lại cho bọn chúng. Diệp Quân. Cướp. Nghe Tiểu Tĩnh nói thế, các cường giả binh đoàn Thổ Phỉ đó bật cười, sau đó biến thành luồng sáng lao về phía quá khứ tông. Nhưng ngay lúc này từng luồng khí tức cực mạnh lao lên trời từ trong quá khứ tông đó. Đa số các cường giả của quá khứ tông đều được Hàn Lăng dẫn đi đánh giết Diệp Quân, hiện giờ các cường giả mà Hàn Lăng dẫn đi đều bị người của Dương tộc khống chế, cho nên cường giả quá khứ tông ở đây tương đối ít nhưng cũng không phải không có. Tiểu Tĩnh bỗng nói, Trần Lão. Vừa dứt lời, thời không sau lưng bà ấy bỗng nứt ra, ngay sau đó một trận chấn động cực lớn xuất hiện trong thời không đó. Ngay sau đó từng luồng sáng màu vàng trào ra từ bên trong hệt như cuồng phong, lao thẳng đến chỗ quá khứ tông ở đằng xa. Tấn công từ xa. Thế nhưng vẫn chưa kết thúc. Trận pháp đó không chỉ có một mà có đến cả trăm. Hàng trăm trận pháp xuất hiện trong quá khứ tông,
cường giả cả quá khứ tông đều ngây người. Dưới sự trấn áp hỏa lực của những trận pháp, vô số cường giả quá khứ tông đã phải đi đến những trận pháp trong địa ngục đó, đồng thời các cường giả của binh đoàn thổ phỉ lao thẳng vào sâu trong quá khứ tông, họ chủ yếu cướp đi linh mạch của quá khứ tông. Linh mạch của quá khứ tông có thể là linh mạch tầm thường được sao? Đó là đạo mạch có thể sinh ra đạo nguyên tinh. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục đạo mạch cực phẩm trong quá khứ tông bị cướp sạch, sau khi cướp hết đạo mạch, đám cường giả đó lại bắt đầu lấy đi vài công pháp, đan dược, sách cổ các loại trong quá khứ tông. Tóm lại, cái gì cũng lấy. Thấy thế, Diệp Quân ngơ ngác. Binh đoàn thổ phỉ này thật không muốn để lại cho quá khứ tông một cái gì hết à? Diệp Quân nhận ra động tác của các cường giả đám lính đám thuê thổ phỉ đó rất thành thục, ai cũng dẫn theo yêu thú truy tìm kho báu, hơn nữa không hề tham chiến, vừa nhìn là thấy kinh nghiệm phong phú, đã làm chuyện này không ít lần. Tiểu Tịnh yên tĩnh đứng bên cạnh Diệp Quân. Diệp Quân bỗng nói, quá khứ tông không có cường giả sao? Lúc này quá khứ tông vẫn có cường giả nhưng không nhiều, hơn nữa thực lực cũng không mạnh. Tiểu Tịnh quay đầu nhìn Diệp Quân, cười nói, tông môn này không đơn giản, nhìn đi. Bà ấy vừa dứt lời, một bàn tay cực lớn bỗng lao lên trời từ trong chỗ sâu quá khứ tông, sau đó một chưởng đánh vào vô số trận pháp đó. Một chưởng này khiến vô số trận pháp đổ vỡ. Thấy thế, Diệp Quân nheo mắt, cường giả thật sự xuất hiện rồi. Ở phía đằng xa, một người đàn ông bay lên trời, ông ta mặc một bộ áo bào, tóc dài ngang vai, tay phải để ra sau lưng, cả người toát ra khí tức cực kỳ bá đạo. Người ra tay vừa rồi chính là người đàn ông trung niên này. Người đàn ông trung niên nhìn Tiểu Tịnh, không nói bất kỳ lời nào đã giơ tay lên tung ra một quyền. Tiểu Tịnh lạnh lùng khẽ cười, cũng ra đòn. Vèo! Hai quyền quang bỗng va chạm nhau, thoáng chốc quyền quang đáng sợ nổ tung. Nhưng điều khiến Diệp Quân ngạc nhiên là hai luồng sức mạnh này nổ tung lại không làm thời không xung quanh chấn động. Cảm nhận kỹ lại, Diệp Quân mới nhận ra thời không ở đây vững chắc hơn ở bên ngoài kia nhiều. Đòn tấn công của hai người tiếp xúc, ngang tài ngang sức. Người đàn ông trung niên nhìn Tiêu Tịnh, ánh mắt rất bình tĩnh, ông ta không ra tay nữa nhưng thời không xung quanh đã nứt toác, sau đó từng tàn ảnh lao ra. Những tàn ảnh này lao thẳng về phía các cường giả binh đoàn thổ phỉ ở phía xa. Cường giả quá khứ tông. Tiểu Tịnh cười nói, chúng đang điều động cường giả về. Diệp Quân hơi tò mò, vị tông chủ quá khứ tông đó đâu? Tiểu Tịnh quay đầu nhìn Diệp Quân, cô ta sẽ không có hứng thú với chuyện này. Diệp Quân lặng thinh. Đúng là hắn cảm thấy người phụ nữ đó quá mức lạnh nhạt với mọi thứ. Có lẽ trong lòng đối phương, quá khứ tông cũng không quan trọng đến thế nhỉ. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên đối diện hai người bỗng tiến lên một bước, uy lực của một luồng khí tức đáng sợ đè ép thẳng về phía Tiểu Tịnh. Tiểu Tịnh cong môi tỏ vẻ khinh thường, bà ấy bỗng biến thành một tia quyền quang rồi biến mất. Bùm! Sau đó một tiếng nổ chói tai vang lên, người đàn ông trung niên đó bị đánh văng ra xa. Sau khi đánh văng người đàn ông trung niên, Tiểu Tịnh vốn dĩ muốn đuổi theo tấn công ông ta lần nữa, nhưng ngay sau đó dường như cảm nhận được gì, bà ấy cau mày, quay người lao đến chỗ Diệp Quân. Lúc này lông tơ cả người Diệp Quân dựng thẳng lên. Nguy hiểm! Đây là cảm nhận lúc này của hắn. Khí tức chết chóc lập tức ép chặt đến hắn. Diệp Quân lấy tấm khiên cổ đó ra chắn trước mặt, cùng lúc đó Ngao Thiên Thiên cũng lập tức phóng thần giáp tổ long ra bao bọc lấy Diệp Quân. Vèo! Thời không trước mặt Diệp Quân bỗng nứt lìa, sau đó một thanh kiếm lao ra. Rầm! Cả người Diệp Quân và tấm khiên cổ lập tức văng ra xa mấy vạn trượng. Lúc này Diệp Quân cảm thấy cả người mình đều bắt đầu hỏng. Khi hắn dừng lại, lại có thêm một thanh kiếm nữa lao đến. Đồng tử Diệp Quân co lại, ngay khi hắn định rút kiếm ra, Tiểu Tịnh bỗng xuất hiện trước mặt hắn, bà ấy lại siết chặt nắm đấm, sau đó tung ra một quyền. Quyền kiếm va chạm. Keng. Hai người cùng lui về sau. Diệp Quân nhìn về phía cách đó cả ngàn trượng, có một ông lão tay cầm trường kiếm đứng đó, ánh mắt bình tĩnh, trên người không có kiếm ý và khí tức kiếm đạo, dường như là người không tồn tại. Kiếm tu. Vẻ mặt Diệp Quân trở nên nghiêm trọng, trên đường đến đây hắn gặp khá ít kiếm tu, chỉ có mấy người nhưng ai cũng cực kỳ mạnh.
Kiếm của ông lão trước mặt này là kiếm mạnh nhất trong các đối thủ mà hắn từng gặp. Kiếm của đại kiếm đế quân Cố Nam Dung cũng mạnh, nhưng sau khi đối phương đột phá, hắn cũng chưa đánh nhau lại với đối phương nên hắn không biết kiếm của đối phương đã đạt đến mức nào. Ông lão không để tâm đến Tiểu Tịnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Cả người ông lão bỗng trở nên mờ ảo. Diệp Quân ở đằng xa dựng hết cả tóc gáy, tay hắn cầm kiếm Thanh Huyên chém một nhát về phía trước. Ngay khi kiếm Thanh Huyên vừa chém xuống, một thanh kiếm lập tức lao đến, sau đó đâm vào mũi kiếm Thanh Huyên. Keng! Xoẹt xoẹt! Cả người Diệp Quân văng ra xa. Nhưng kiếm trong tay ông lão đó lại nứt thành hình mạng nhện. Thấy thế ông lão nhíu mày, đôi mắt vẫn luôn điềm tĩnh đó hiện lên phần sao động. Kiếm này đã đi theo ông ta rất nhiều năm, đánh nhau với rất nhiều người chưa từng bị hư hỏng, mà hôm nay kiếm này lại bị hỏng. Ông lão chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, ánh mắt nhìn sang kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, ta đã nghe danh kiếm chủ nhân gian đã lâu, nhưng tiếc là chưa bao giờ đấu với ông ta, không ngờ chỉ là bội kiếm của ông ta mà đã mạnh như thế, bái phục. Diệp Quân nhìn ông lão, sau đó lau vết máu nơi khóe miệng. Lúc này hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Kiếm của ông lão này mạnh thật. Mạnh hơn cô gái váy bố và Hàn Lăng đó nhiều. Lúc này Tiểu Tịnh bước đến trước mặt Diệp Quân. Phải nói rằng bà ấy cũng khá ngạc nhiên về thực lực của Diệp Quân, tài năng của hắn mạnh hơn cha hắn khá nhiều. Diệp Quân nhìn ông lão, còn muốn ra tay nhưng lại bị Tiểu Tịnh ngăn lại, chúng vẫn đang gọi người về. Nói rồi bà ấy huýt sáo. Ở nơi xa trong quá khứ tông, cường giả binh đoàn thổ phỉ không tham chiến nữa, đều đồng loạt rút về. Tiểu Tịnh cười nói, chúng ta đi. Nói rồi bà ấy dẫn Diệp Quân xoay người rời đi. Ông lão khẽ nhíu mày, cơ thể dịch chuyển, thoáng chốc một luồng kiếm khí phá không trung chém thẳng vào hai người Diệp Quân. Cảm nhận được kiếm khí ở phía sau, Tiểu Tịnh xoay người tung một quyền ra, quyền quang vạn trượng va chạm vào kiếm quang đó. Ầm, quyền quang và kiếm khí đồng loạt nổ tung. Tiểu Tịnh không hiếu chiến, dẫn Diệp Quân và đám cường giả binh đoàn thổ phỉ biến mất tận cuối chân trời. Lần này ông lão không đuổi theo nữa, vì ông ta biết ông ta có đuổi theo cũng vô dụng, với sức mạnh của một mình ông ta thì chẳng thể làm gì được vị đế quân này. Lúc này vài cường giả trong quá khứ tông đi đến phía sau ông lão, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Quá khứ tông bị cướp sạch. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, người đàn ông trung niên trong đó nhìn ông lão, dư các chủ, chuyện này. Các chủ, ông lão kiếm tu trước mặt này chính là dư các chủ của kiếm các. Dư các chủ nhìn trời, bình tĩnh nói, thông báo cho cổ thánh chủ. Người đàn ông trung niên sửng sốt, sau đó nói, vâng. Nói rồi ông ta đi ra. Ánh mắt dư các chủ hiện lên vẻ lo lắng, lần này quá khứ tông giết Diệp Quân. Quá khứ tông đã chuẩn bị quá nhiều thứ, cũng điều động rất nhiều cường giả, thế nhưng cho tới giờ, thực lực của Diệp Quân càng đánh càng mạnh, cường giả phía sau cũng ngày càng mạnh. Quá khứ tông rất bí ẩn. Thế nhưng lần này ông ta lại nghĩ Dương tộc đằng sau Diệp Quân mới là bí ẩn. Dù đến giờ thì quá khứ tông vẫn chưa thể nhìn thấu được Dương tộc. Truy sát. Bây giờ đã không phải là đuổi giết Diệp Quân nữa mà là hai thế lực đang khai chiến. Quá khứ tông không còn nghiền ép người khác nữa. Một lúc sau, dư các chủ xoay người rời đi. Ở một bên khác, Tiểu Tịnh dẫn Diệp Quân và các cường giả binh đoàn thổ phỉ xuất hiện trong một thế giới chưa được khám phá. Diệp Quân nhận ra lúc này các cường giả binh đoàn thổ phỉ đều vô cùng phấn khích, hiển nhiên lần này họ thu hoạch khá nhiều thứ. Không chỉ là thu hoạch. Phải biết rằng, lần này nơi họ đến cướp là quá khứ tông. Thế lực mạnh nhất trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Bắt đầu từ hôm nay, danh tiếng của lính đánh thuê thổ phỉ sẽ vang danh Tuế Nguyệt Trường Hà. Quá kích thích. Một ông lão trong đó lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho Tiểu Tịnh, cung kính nói, đoàn trưởng. Tiểu Tịnh nhận lấy chiếc nhẫn nhìn một lượt, sau đó đưa cho Diệp Quân ở một bên, cho con. Diệp Quân sửng sốt. Tiểu Tịnh cười nói, ngây ra đó làm gì? Nhận đi. Diệp Quân do dự một chốc rồi nói, đây. Tiểu Tịnh nói, bọn ta đã thu được tổng cộng 120 đạo mạch, cho con 30. Ngoài ra, ta đưa hết sách cổ và công pháp gì đó của quá khứ tông cho con, có hơn 3 tỷ đạo nguyên tinh, ta cho con 1 tỷ. Diệp Quân nhìn Tiểu Tịnh, tại sao?
Tiểu Tịnh cười nói, sở dĩ bọn ta có thể vào được quá khứ tông để cướp đồ là bởi vì các cường giả dương tộc đã kìm hãm đám cường giả đỉnh cấp của chúng lại. Nếu không, với mấy người như chúng ta không đủ để đánh với chúng. Hơn nữa, đi theo con vào trong cũng xem như là có một bùa hộ thân, nếu không một trưởng của vị tông chủ quá khứ tông có thể giết bọn ta trong tích tắc. Nhưng có con ở đó, bà ta phải tuân thủ quy tắc, không thể tấn công bọn ta. Thế nên lần này, con có công lao lớn nhất. Nói rồi bà cũng trả tiểu tháp lại cho Diệp Quân, cũng trả lại con cái này. Diệp Quân nhìn Tiểu Tịnh, không nói gì. Tiểu Tịnh mỉm cười ẩn ý, thằng nhóc con đó cả đường đi đều một mực đề phòng ta, sao nào? Có phải con nghĩ cô sẽ mượn luôn tháp của con không trả, thậm chí bán con luôn đúng không? Nghe thế, Diệp Quân cảm thấy hơi xấu hổ. Xấu hổ quá! Trước đó sao mình lại có suy nghĩ này nhỉ? Mình đúng là không phải con người mà. Cô này tốt thật. Mình thế mà lại nghĩ cô xấu xa như thế. Lúc này Diệp Quân vừa hối hận vừa xấu hổ. Nhưng sau đó hắn nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của mình. Thấy vẻ mặt áy náy và hối hận của Diệp Quân, Tiểu Tịnh cong môi, ánh mắt sáng rực. Tặng tổ nguyên. Diệp Quân nhận lấy chiếc nhẫn, nhìn chiếc nhẫn trong tay, hắn cảm động không thôi. Cô này là một người tốt. Mình thế mà lại đề phòng cô, đúng là hơi xấu xa. Lúc này Tiểu Tịnh bỗng nói, nhóc con, giúp ta một việc được chứ? Diệp Quân vốn dĩ đang cảm thấy áy náy, nghe thế lập tức nói, cô cứ nói. Tiểu Tịnh chớp mắt, có phải con có tổ nguyên không? Tổ nguyên? Diệp Quân hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, vâng. Tiểu Tịnh nghiêm túc nói, có thể cho ta mượn một chút không? Cho mượn tổ nguyên? Diệp Quân hơi do dự. Thứ này cực kỳ quý giá, chuyện này. Tiểu Tịnh thấp giọng thở dài, thôi vậy, ta biết con sợ ta không trả lại. Ta hiểu được mà, dù sao tổ nguyên cũng quý giá như thế, mặc dù chúng ta là cô cháu, một giọt nước đào hơn ao nước lã nhưng không thể không đề phòng người khác, cô hiểu cho con. Nghe thế, Diệp Quân cười khổ, sau đó nói, Tiểu Tịnh cô, con không có ý này. Tiểu Tịnh cười nói, không sao. Vừa rồi cô chỉ đùa thôi, con đừng xem là thật. Diệp Quân lại xòe tay ra, một tia tổ nguyên xuất hiện trong tay hắn. Tổ nguyên. Nhìn thấy tổ nguyên, vẻ mặt của đám người ở đó đều trở nên mừng rỡ, có người trong mắt còn hiện lên vẻ tham lam không hề che giấu. Mặc dù đạo mạch và đạo nguyên tinh cũng có tác dụng với họ nhưng còn kém xa tổ nguyên. Phải biết tổ nguyên không chỉ có thể nâng cao thực lực của họ lên rất nhiều mà còn có thể tăng tuổi thọ. Hễ là tuế nguyệt nghịch lưu giả ngược dòng tuế nguyệt trường hà thì đa số đều không có tuổi thọ nhiều. Diệp Quân đưa tổ nguyên đó cho Tiểu Tịnh, cười nói, cô, tặng người tổ nguyên này. Tiểu Tịnh hơi sửng sốt, tặng cho ta ư. Diệp Quân gật đầu, con và người có quan hệ huyết thống, là tình thân, nói cho mượn thì hơi quá. Con tặng tổ nguyên này cho người. Tiểu Tịnh nhìn Diệp Quân, con chắc chứ? Diệp Quân cười nói, có gì mà không chắc chứ? Nói rồi hắn đặt tổ nguyên đó vào trong tay Tiểu Tịnh, đây này. Nhìn tổ nguyên trong tay, Tiểu Tịnh im lặng hồi lâu, bà ấy nhìn Diệp Quân không nói lời nào. Diệp Quân chuyển chủ đề, cô, tiếp theo người có dự định gì không? Tiểu Tịnh cười nói, để xem thử. Diệp Quân gật đầu, con muốn về tìm mấy người tỷ, người. Tiểu Tịnh cười nói, bọn ta còn chút việc phải giải quyết. Diệp Quân gật đầu, vậy Tiểu Tịnh cô. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Nói rồi hắn xoay người ngự kiếm bay đi. Nhìn Diệp Quân biến mất ở tận cuối tuế nguyệt trường hà, Tiểu Tịnh lặng thinh một lúc, nhìn tổ nguyên trong tay, mỉm cười. Ở một bên khác, Diệp Quân đưa Tiểu Tháp chạy về. Lúc này Tiểu Tháp bỗng nói, bà ta đang gạt ngươi đấy. Diệp Quân bình tĩnh nói, ta biết. Tiểu Tháp hơi khó tin, ngươi biết mà còn tặng tổ nguyên cho bà ta. Diệp Quân lạnh nhạt nói, nếu không thì sao? Tiểu Tháp nói, có ý gì? Diệp Quân thấp giọng thở dài, tháp ra, chúng ta có đánh lại cô này không? Tiểu Tháp nói, đánh không lại. Diệp Quân nói, nếu đã đánh không lại thì tại sao không tặng luôn cho bà ấy? Tiểu Tháp nói, người biết bà ta sẽ không trả nên mới tặng cho bà ta. Diệp Quân cười nói, thật ra cũng tốt, dù sao cũng là cô của ta. Đưa tổ nguyên cho bà ấy cũng xem như đưa cho người của mình, không thiệt.
người của mình. Nếu đã là người của mình, hà tất gì phải để tâm nhiều như thế. Tiểu tháp không nói gì nữa, có gì nói đó, tên này vẫn rất tốt với người của mình, sẽ không dở trò bịp bợm. Diệp Quân tăng nhanh tốc độ, biến thành kiếm quang biến mất ở tận cuối Tuế Nguyệt Trường Hà. Thế nhưng đi chưa được bao lâu, hắn bỗng nhíu mày vì hắn nhận ra xung quanh xuất hiện vài khí tức bí ẩn. Đến rồi. Diệp Quân siết chặt kiếm thanh huyên, lạnh lùng nhìn xung quanh, thầm trở nên cảnh giác. Rầm. Ngay lúc này thời không trước mặt hắn bỗng nứt ra, thoáng chốc cả người hắn đi vào trong tinh không vô tận không biết tên. Ở phía trước cách hắn không xa, có một ông lão mặc thần bào, tay phải cầm một cây pháp trượng, đầu đội một cái áo choàng màu đỏ, lúc này ông ta đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quân. Diệp Quân sầm mặt. Mẹ nó chứ. Cường giả chúng thần điện đến rồi. Ông lão thần bào nhìn Diệp Quân, không nói lời thừa thãi nào đã cầm thần trượng trong tay chỉ vào Diệp Quân. Vèo. Thời không trước mặt Diệp Quân bỗng tách ra, ngay sau đó một tia sấm chớp màu đỏ máu bay ra. Đồng tử Diệp Quân co lại, hắn cầm kiếm chém về phía trước. Ầm. Nhát kiếm bay ra, tia chớp đó lập tức bị phá tan nhưng Diệp Quân cũng bị sức mạnh cực lớn của nó làm cho chấn động liên tục lùi lại phía sau. Lúc này ông lão thần bào bỗng tiến đến trước, thần trượng trong tay lại chỉ về phía Diệp Quân. Xoẹt xoẹt. Thời không xung quanh Diệp Quân bỗng tách ra, sau đó vô số tia chớp màu máu bay ra rồi bắn về phía Diệp Quân. Thấy thế sắc mặt Diệp Quân sầm lại. Mẹ kiếp! Đây là pháp sư hay gì vậy? Diệp Quân xòe tay trái ra, tấm khiên cổ bí ẩn đó xuất hiện trong tay hắn. Hắn gào lên một tiếng, tay phải vung loạn kiếm thanh huyên lên, tay trái cầm chiếc khiên cổ chặn trước mặt. Rầm rầm rầm! Diệp Quân liên tục lùi về sau dưới sự tấn công kịch liệt của thần lôi màu đỏ. Ngay khi Diệp Quân lùi về phía sau, đôi mắt của ông lão thần bào bỗng từ từ nhắm lại, cả người dần bay lên không trung, miệng thầm niệm một câu thần chú cổ xưa, dần dần có một đại trận màu máu hình ngôi sao sáu cạnh xuất hiện trong tinh không. Thấy thế Diệp Quân ở phía xa cảm thấy kinh ngạc, hắn biết ông lão này sắp tung ra đại chiêu. Lúc hắn vừa định ra tay ngăn cản đại chiêu của ông lão, ông lão thần bào đột nhiên cầm pháp trượng trong tay cách không khí chỉ vào Diệp Quân, thần phạt. Bùm! Một tia sấm chớp cả vạn trượng bỗng đánh thẳng xuống chỗ Diệp Quân từ trong trận pháp đó. Thấy thế, Diệp Quân biến sắc, hắn không đối đầu trực diện với tia chớp này mà giơ chiếc khiến cổ bí ẩn đó lên che đỉnh đầu. Rầm! Tia chớp vạn trượng đó đáp vào trên chiếc khiến cổ bí ẩn, Diệp Quân bị chấn động rơi thẳng vào trong tinh không. Lúc này ông lão thần bào bỗng cầm cây trượng vung lên, nhốt. Diệp Quân đang thất bại bỗng nhíu mày, vì hắn phát hiện thời không xung quanh mình đột nhiên xuất hiện những tia máu sấm sét máu bí ẩn, những tia máu sấm sét này giống như một cái lồng giam, bao vây lấy khu vực mà hắn ở trong đó. Thấy thế Diệp Quân giơ tay lên chém một nhát kiếm. Vèo! Tia chớp trước mặt hắn bỗng nứt ra, tạo ra một lối đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông lão thần bào ở phía xa nhíu mày, ông ta bỗng tiến đến trước một bước, tay cầm pháp trượng chỉ vào Diệp Quân. Rầm! Một cột sấm sét từ trên trời rơi xuống đánh thẳng vào Diệp Quân. Trên không trung, Diệp Quân bỗng ngẩng đầu lên, ngay sau đó cả người hắn lập tức trở nên mờ ảo, thoáng chốc ngàn vạn kiếm quang bắn ra từ trước mặt hắn, sau đó tụ lại thành một thanh kiếm. Keng! Nhát kiếm này chém thẳng vào cột sấm chớp đó. Cùng lúc đó Diệp Quân dịch người biến thành kiếm quang đánh đến trước mặt ông lão thần bào. Ông lão thần bào nheo mắt, một chiếc lôi khiên màu đỏ máu xuất hiện trước mặt ông ta. Vèo! Khi kiếm của Diệp Quân đâm vào lôi khiên màu đỏ máu đó, lôi khiên đó nổ tung biến thành vô số mảnh vụn lôi quang, bắn ra khắp nơi. Nhưng lúc này ông lão thần bào đã lùi về sau cả ngàn trượng, kéo giãn khoảng cách với hắn. Ông lão thần bào nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân, ông ta nhíu mày. Lúc này ông ta cảm thấy hơi ngạc nhiên vì kiếm của Diệp Quân thế mà có thể phá được sấm sét thần phạt của ông ta. Diệp Quân nhìn ông lão thần bào, động đậy một chút lại biến thành kiếm quang rồi biến mất. Ông lão thần bào híp mắt, tay cầm thần trường chỉ vào phía trước. Rầm! Lôi quang bông lao đến từ trong thần trường của ông ta như thủy triều. Vèo vèo! Lôi quang đó bị kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân chém nát, nhưng hắn vẫn chưa vui mừng được lâu, hỏa diệm thần lôi quang bỗng cuồn cuộn lao đến.
Diệp Quân biến sắc vội vàng giơ khiên lên đỡ. Bùm! Một tiếng nổ vang dội, Diệp Quân và chiếc khiên bị hất văng ra xa cả vạn trượng. Ngay khi hắn dừng lại, hỏa diệm thần lôi đó lại ập đến trước mặt hắn. Ánh mắt Diệp Quân hiện lên vẻ hung ác, đút kiếm Thanh Huyền kiếm vào trong vỏ kiếm, sau đó lại rút kiếm chém một nhát. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Vèo! Một tiếng kiếm kêu vang lên, từng luồng kiếm quang chém vào trên hỏa diệm thần lôi đó. Ầm! Hỏa diệm thần lôi bị phá tan, biến thành vô số năng lượng bắn ra xung quanh, thoáng chốc toàn bộ vũ trụ tinh hà đều trở nên hỗn loạn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, ông lão thần bào sa sầm mặt mày, ông ta nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyền trong tay Diệp Quân, sự kinh ngạc đã biến thành chấn động. Hỏa diệm thần lôi này của ông ta là thần vật cảnh giới tạo hóa, thế nhưng lại không thể đỡ được sức mạnh của thanh kiếm này. Lẽ nào kiếm này là thần vật trên cảnh giới tạo hóa? Ông lão thần bào nhíu chặt mày. Vẻ mặt của Diệp Quân ở đằng xa bị đánh bay, hơi nghiêm trọng, mặc dù hắn có kiếm Thanh Huyền nhưng thực lực của ông lão trước mắt cũng rất mạnh, hơn nữa đối phương cũng chưa nói gì đã đánh cận chiến với hắn, nếu đối phương nói gì rồi đánh cận chiến với hắn, hắn cũng khó có thể giết đối phương bằng kiếm Thanh Huyền. Không thể ở lại lâu. Diệp Quân nhìn xung quanh, quyết định rút lui trước. Việc cấp bách hiện giờ là tìm được mấy người tỷ tỷ. Thế nhưng hắn vừa mới có ý nghĩ này, thời không xung quanh bỗng xuất hiện ba luồng khí tức cực kỳ đáng sợ, sau đó ba pho tượng thần cả ngàn trượng xuất hiện xung quanh hắn. Nhìn thấy ba pho tượng thần này, Diệp Quân sầm mặt lại. Ba thần tướng! Mẹ nó! Lại đến rồi! Không chạy thoát được! Diệp Quân lạnh lùng nhìn ba pho tượng, khi hắn vừa định ra tay thì thời không phía sau hắn bỗng tách lìa. Sau đó ba người phụ nữ chậm rãi bước ra. Khi nhìn thấy ba người phụ nữ, Diệp Quân sửng sốt. Chính là ba vị cô của hắn. Diệp Thanh Thanh. Đồ. Thiên Mệnh váy trắng. Tam kiếm tập hợp. Tam kiếm tập hợp. Diệp Quân sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Ba vị cô đều tới rồi sao? Ông lão thần bào nhíu mày, nhìn ba người Diệp Thanh Thanh, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Ông lão thần bào đang định nói thì Diệp Thanh Thanh đã biến mất tại chỗ. Vụt! Tiếng kiếm bay vang vọng khắp nơi. Ngay sau đó, đồ và Thiên Mệnh váy trắng cũng biến mất tại chỗ. Tam kiếm xuất hiện. Ba vị thần tướng ở phía xa gầm lên giận dữ, sau đó đánh mạnh xuống. Ba mảnh tinh thần vũ trụ áp mạnh về phía ba người Diệp Thanh Thanh. Lúc này, Diệp Quân nói, Thanh Thanh cô. Diệp Thanh Thanh quay lại nhìn Diệp Quân. Diệp Quân xòe bàn tay ra, kiếm Thanh Huyền bay đến tay Diệp Thanh Thanh, dùng cái này đi. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn, sau đó nhận lấy kiếm Thanh Huyền, hóa thành một đạo kiếm quang lao về phía tượng thần. Xẹt! Mảnh vũ trụ tinh hà bị Diệp Thanh Thanh chém nát, đồng thời, tượng thần cũng bị kiếm quang chém vỡ vụn. Dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân thầm thở dài, sức mạnh của Thanh Thanh cô cộng thêm kiếm Thanh Huyền quả là vô địch. Ba vị cô cùng giải quyết ba pho tượng thần, còn ông lão thần bào thấy tình thế không ổn cũng đã rút lui. Áp đảo hoàn toàn. Diệp Thanh Thanh quay lại nhìn Diệp Quân, bà ấy chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quân, sau đó trả lại kiếm Thanh Huyền cho Diệp Quân. Diệp Quân định nhận lại thì kiếm Thanh Huyền hóa thành một đạo kiếm quang bay vụt lên trời, biến mất ở cuối vũ trụ tinh hà. Thấy vậy, Diệp Quân liền sững sờ. Ý gì vậy? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân. Thấy rất hả hê. Diệp Quân không nói nên lời. Lúc này, Thiên Mệnh váy trắng ở bên cạnh an ủi, chắc là cha sợ con quá ý lại vào ngoại vật thôi, đừng nghĩ nhiều, con chắc chắn là con ruột của ông ấy. Diệp Quân. Hắn vốn không nghĩ đến điều này, nhưng nghe cô váy trắng nói vậy, hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn. Diệp Thanh Thanh nói, ba người bọn ta có một ý kiến, con muốn nghe thử không? Diệp Quân đáp, con không cần nghe. Ba vị cô nhíu mày. Diệp Quân vội vàng nói, cô nói gì con nghe cái đó. Ba vị cô sững sờ, Thiên Mệnh váy trắng cười nói, thằng nhóc này. Đồ cũng lắc đầu cười. Thằng nhóc này được thừa hưởng chút tính cách của cha, đôi khi rất nghịch ngợm. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, nói, chúng ta đã quyết định dẫn con đi ra ngoài rèn luyện, con có đi không? Diệp Quân kinh ngạc hỏi, ba người cùng dẫn con đi sao? Diệp Thanh Thanh lườm hắn, đừng có mơ, con chỉ có thể chọn một người thôi, con chọn đi.
Nói xong bà ấy đặt tay trái lên chuôi kiếm. Thấy vậy, Diệp Quân sững sờ, đây là ý gì? Ba người phụ nữ cùng nhìn Diệp Quân. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng như khối băng. Thiên Mệnh váy trắng mỉm cười dịu dàng như gió xuân. Đồ cười như không cười, mang theo vẻ giễu cợt. Diệp Quân thấy hơi khó xử. Hắn nên chọn ai? Chọn ai cũng sẽ đắc tội với hai người còn lại. Diệp Quân nhìn Diệp Thanh Thanh, vị cô này chắc chắn là cố ý. Câu hỏi này đúng là câu hỏi liên quan đến tính mạng. Diệp Thanh Thanh nói, đừng nghĩ nhiều nữa, mau chọn đi. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, con muốn cùng ba vị cô học tập, nhưng nếu chỉ có thể chọn một thì. Hắn nhìn ba người phụ nữ, ba vị cô, con có thể hỏi một câu trước, sau đó mới trả lời câu này không? Diệp Thanh Thanh nói, không được, bây giờ con phải trả lời luôn. Diệp Quân sững sờ. Thiên Mệnh váy trắng cười nói, con hỏi đi. Diệp Quân vội vàng nói, nếu cha con chỉ có thể chọn một trong ba vị cô làm em gái thì ông ấy sẽ chọn ai? Nghe vậy, nụ cười trên mặt ba người phụ nữ chợt biến mất. Diệp Quân nói, ông ấy chọn ai thì người ấy sẽ là cô của con. Cha chọn ai làm em gái, người đó sẽ là cô của hắn, có gì sai sao? Tiểu Tháp nghe Diệp Quân nói vậy vô cùng khâm phục. Tên khốn này thật biết cách úp nồi lên đầu người khác. Nồi nào cũng có thể úp. Đây không nên gọi là vua dựa dẫm, mà phải gọi là vua úp nồi. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, cười khẩy. Diệp Quân không dám nhìn bà ấy, làm bộ như không thấy. Thiên Mệnh váy trắng nhìn Diệp Quân, cười nói, tên thằng nhóc láo cá, trong chốc lát đã đẩy vấn đề về phía cha con rồi. Diệp Quân mỉm cười. Hắn không thể trả lời câu hỏi của Diệp Thanh Thanh, cho dù ba vị cô có rộng lượng đến đâu thì khi hắn lựa chọn cũng sẽ đắc tội với hai người còn lại. Hắn không thể làm phật lòng người khác được. Để cha làm thì tốt hơn. Có cha để làm gì? Để gánh tội thay hắn. Lúc này, đồ nói, để Thanh Thanh dẫn con đi đi. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng, thôi, tiểu thất muội dạy hắn đi. Hắn thích dịu dàng hơn. Diệp Quân không dám nói gì. Lúc này nói gì cũng sẽ chết. Thiên Mệnh váy trắng cười nói, tên thằng nhóc này hơi nghịch ngợm, nên để Thanh Thanh dạy dỗ thì tốt hơn, ta dạy sẽ chiều hư hắn mất. Nghe vậy Diệp Quân liếc nhìn Thiên Mệnh váy trắng. Phải nói rằng trong số những vị cô, người dịu dàng nhất là vị cô váy trắng này. Thanh Khưu cô cũng dịu dàng, nhưng hắn chưa tiếp xúc nhiều với Thanh Khưu. Diệp Thanh Thanh nhìn ánh mắt của Diệp Quân. Nói tiểu thất, hắn rất thích người dịu dàng như muội, muội dạy hắn đi. Tiểu thất và đồ nhìn nhau, lắc đầu cười. Sao hai cô cháu này vẫn hay cãi nhau vậy à? Diệp Quân nói, thế này đi, mỗi vị cô sẽ dạy con một thời gian, con cũng muốn học cùng ba vị cô. Nghe Diệp Quân nói vậy, Thiên Mệnh váy trắng cười nói, ý kiến này cũng không tệ. Đồ gật đầu, được. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, không nói gì. Nghe vậy, Diệp Quân mỉm cười. Kỳ thực hắn cũng muốn học kiếm đạo từ ba vị cô này. Thời gian qua, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng kẻ thù cũng không ngừng mạnh hơn, hơn nữa hắn cũng không biết cảnh giới và cảnh giới kiếm đạo sau này thế nào. Sự tiến bộ của hắn hoàn toàn phụ thuộc vào chiến đấu. Như vậy cũng không ổn. Diệp Thanh Thanh nói, tiểu thất, muội dạy hắn trước đi, ta và đồ đi trấn thủ quá khứ tông. Thiên Mệnh váy trắng gật đầu, được. Diệp Quân hơi tò mò, trấn thủ quá khứ tông. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn, nói, lần sau gặp mặt, ta sẽ đấu với con chuẩn bị tinh thần đi. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại, cô có thể đánh con luôn, sao phải nói đấu chứ? Diệp Thanh Thanh cùng đồ rời đi. Chỉ còn lại Diệp Quân và Thiên Mệnh váy trắng. Thiên Mệnh váy trắng cười nói, con có muốn đi gặp Hồng Nhan tri kỷ của mình trước không? Diệp Quân hỏi, lần này chúng ta sẽ đi rất lâu sao? Thiên Mệnh váy trắng lắc đầu, ta không biết, nhưng thời gian của con không quá nhiều, bởi vì quá khứ tông sẽ không cho con nhiều thời gian đâu, ta cũng không biết Dương Tộc và Thanh Thanh sẽ ngăn được bọn họ bao lâu. Diệp Quân nói, vậy con đi gặp một lát. Thiên Mệnh váy trắng gật đầu, được. Nói xong, bà ấy xòe bàn tay ra, ta dẫn con đi. Diệp Quân do dự. Không nắm tay mà kéo ống tay áo của Thiên Mệnh váy trắng. Thiên Mệnh váy trắng lắc đầu cười, tên thằng nhóc này suy nghĩ nhiều quá rồi đấy.
Nói xong, bà ấy dùng tay trái nắm lấy cánh tay của Diệp Quân, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại chỗ. Huyền Hoàng Giới. Cuộc chiến ở Huyền Hoàng Giới đang diễn ra. Quỷ tộc vẫn đang dùng toàn lực tấn công Huyền Hoàng Giới. Nhưng bọn chúng muốn đánh phá Huyền Hoàng Giới cũng không dễ dàng, bởi vì Tần Quan đích thân trấn thủ nơi này, ngược lại, trong thời gian này, quỷ tộc đã tổn thất nặng nề. Khi Diệp Quân và Thiên Mệnh Váy Trắng trở về Huyền Hoàng Giới, hắn gặp một cô gái, người đó là Nạp Lan Ca. Nạp Lan Ca vừa đến Huyền Hoàng Giới không lâu, chỉ là lúc đó Diệp Quân đã rời khỏi Huyền Hoàng Giới đi cứu Tử Kính. Thấy Diệp Quân trở về, tảng đá treo con lòng Nạp Lan Ca cũng được gỡ bỏ. Từ khi thành thân, hai người luôn ít khi được đoàn tụ, bây giờ gặp lại sau thời gian dài xa cách, cả hai đương nhiên không muốn xa rời. Nhưng Diệp Quân chỉ có thời gian một ngày. Một ngày. Trong phòng, bên cạnh cửa sổ. Diệp Quân khẽ ôm Nạp Lan Ca, hôm nay Nạp Lan Ca mặc một bộ váy dài màu đỏ nhạt, tóc dài xõa ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ u buồn. Vì cô vừa biết Diệp Quân sắp phải rời đi. Diệp Quân nhẹ nhàng nói, tình hình hiện giờ của vũ trụ quan huyên thế nào? Mặc dù hắn là vua của vũ trụ quan huyên, nhưng hắn không hề lo liệu đến chuyện ở đó. Sau khi kế thừa gia nghiệp, không phải đang chiến đấu thì là đang trên đường đi chiến đấu. Thật vất vả. Nạp Lan Ca nhẹ nhàng nói, mọi chuyện ở thư viện quan huyên đều ổn, huynh đừng lo. Cô xòe bàn tay ra. Một luồng kiếm khí xuất hiện. Đây chính là thứ Thiên Mệnh Váy Trắng để lại cho cô. Đạo kiếm khí này rất khác biệt, nó sẽ không biến mất sau khi sử dụng, mà luôn tồn tại. Đương nhiên, nó chỉ xuất hiện khi Nạp Lan Ca gặp nguy hiểm đến tính mạng. Có thể nói đây là bùa hộ thân mạnh nhất hiện giờ. Nạp Lan Ca đưa tia kiếm khí cho Diệp Quân, huynh giữ nó đi. Diệp Quân lắc đầu. Nạp Lan Ca định nói thì Diệp Quân đã nói trước, cô cho muội thì muội giữ đi. Nạp Lan Ca quay đầu nhìn Diệp Quân, huynh ở bên ngoài nguy hiểm hơn. Diệp Quân cười nói, nguy hiểm giúp ta trưởng thành hơn, nếu kiếm khí này ở trên người ta thì ta sẽ thật sự không còn sợ gì nữa. Nếu có kiếm khí này, ngoại trừ cô gái áo bào trắng, hắn sẽ không sợ ai nữa. Nạp Lan Ca nói, ta muốn có một đứa con. Con! Diệp Quân sững sờ. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, được không? Diệp Quân gật đầu, sau đó ném tiểu tháp ra ngoài. Tiểu tháp. Ngoài cửa sổ, một tia sét to bằng cột trụ xuyên qua bầu trời thăm thẳm như một lỗ đen, những hạt mưa bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Mưa bắt đầu rất nhỏ, rơi nhẹ nhẹ và chậm rãi, tiếng sấm cũng rất nhỏ, không gay gắt, nhưng càng về sau, tiếng sấm càng to, mưa càng lúc càng nặng hạt. Như những sợi chỉ bạc hung hăng đâm xuống cỏ cây. Tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng va chạm truyền đến tai. Không biết bao lâu sau, một tiếng sét lớn vang lên, mưa lớn dâng trào như vỡ bờ ngàn dặm. Trận mưa này kéo dài khá lâu, khoảng gần mấy canh giờ. Có lẽ vì trời mưa nên Diệp Quân và Nạp Lan Ca khá mệt, hai người ôm lấy nhau, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Ngày hôm sau, lại thêm một trận mưa nữa. Vẫn rất lớn, hoa cỏ được tưới nước phá đất lớn lên. Không biết qua bao lâu, Nạp Lan Ca mở mắt ra, lúc này Diệp Quân đã không còn ở đây nữa. Nhìn bên cạnh trống không, Nạp Lan Ca cảm thấy hơi hụt hẫng, lúc nhìn thấy cảnh tượng trên giường, cô đỏ mặt. Vì mưa qua lớn nên giường đã bị ướt. Diệp Quân đi theo Thiên Mệnh Váy Trắng rời khỏi Huyền Hoàng Giới. Lần này hắn chỉ dẫn theo tiểu tháp. Tiểu Bạch và Nhị Nha phải ở lại Huyền Hoàng Giới, không chỉ họ mà các cường giả dương tộc đều đến Huyền Hoàng Giới. Bây giờ Huyền Hoàng Giới là căn cứ của họ. Trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quân quay đầu nhìn sang Thiên Mệnh Váy Trắng bên cạnh, cô, lần này chúng ta phải đi đâu? Thiên Mệnh Váy Trắng cười nói, đi theo bước chân của ông nội con và Tiêu Dao Kiếm Tu. Ông nội và Tiêu Dao Kiếm Tu. Diệp Quân hỏi tò mò, bây giờ họ đến đâu rồi? Thiên Mệnh Váy Trắng lắc đầu, ta không biết. Diệp Quân hơi do dự, sau đó nói, có phải họ rất nhàm chán nên mới đi phiêu du ở khắp nơi không? Thiên Mệnh Váy Trắng cười nói, họ không phải cảm thấy nhàm chán mà là đang đợi. Diệp Quân hơi ngờ vực, đợi. Thiên Mệnh Váy Trắng quay đầu sang nhìn Diệp Quân, hơi ngờ vực, con không biết sao? Diệp Quân trầm giọng nói, con không biết. Thiên Mệnh Váy Trắng chớp mắt,
không nói gì. Diệp Quân nhìn Thiên Mệnh váy trắng, sau đó nói, cô, có phải mọi người giấu con cái gì không? Thiên Mệnh váy trắng vô thức gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu. Diệp Quân ngơ ngác, người đang có ý gì đấy? Thiên Mệnh váy trắng mỉm cười, cũng chỉ giấu con vài chuyện, không phải chuyện quan trọng. Diệp Quân nói, có thể nói cho con biết không? Thiên Mệnh váy trắng hơi do dự. Diệp Quân nhìn Thiên Mệnh váy trắng, không được sao? Thiên Mệnh váy trắng ngẫm nghĩ, sau đó nói, họ giấu con hai việc, một trong đó thì ta có thể nói với con nhưng chuyện còn lại thì không được. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Thiên Mệnh váy trắng nghiêm túc nói, vì tốt cho con. Diệp Quân lặng thinh. Thiên Mệnh váy trắng cười nói, mặc dù ta thấy họ làm thế là không ổn nhưng họ muốn làm vậy, ta cũng không còn cách nào khác. Diệp Quân nói, không thể nói với con thật sao? Thiên Mệnh váy trắng gật đầu, tạm thời không thể nói. Diệp Quân nói, vậy người cho nói chuyện có thể nói đi. Thiên Mệnh váy trắng cười nói, họ muốn lập ra một trật tự. Diệp Quân nhíu mày, họ. Thiên Mệnh váy trắng gật đầu, là váy trắng, cha, ông nội con và Tiêu Dao kiếm tu, à phải rồi còn có chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân trầm giọng nói, muốn lập ra một trật tự không phải chỉ có chủ nhân bút đại đạo thôi sao? Sao lại có mấy người cha con nữa? Thiên Mệnh váy trắng nói, ban đầu đúng là chỉ có chủ nhân bút đại đạo, nhưng sau đó họ thấy thế giới cần một trật tự nhưng họ không muốn tự mình làm điều đó, vì nó quá rắc rối thế nên. Diệp Quân tiếp lời, thế nên để con làm. Thiên Mệnh váy trắng gật đầu, đúng thế. Diệp Quân trầm giọng nói, cha con lập ra thư viện Quan Huyên, tại sao ông ấy không tự mình làm? Thiên Mệnh váy trắng lắc đầu, huynh ấy không thiết lập được. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Thiên Mệnh váy trắng cười nói, nhân tính của huynh ấy không ở trên chúng sinh. Diệp Quân nói, trên người cô váy trắng. Thiên Mệnh váy trắng gật đầu. Diệp Quân nhìn Thiên Mệnh váy trắng, sau đó nói, cô, mọi người có ghen tị với cô váy trắng không? Thiên Mệnh váy trắng cười nói, không đâu. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Thiên Mệnh váy trắng khẽ nói, vì nếu không nhờ bà ấy, ca ca cũng sẽ không về. Bà ấy âm thầm làm rất nhiều chuyện, chỉ là bà ấy cũng chưa từng nói ra thôi. Diệp Quân im lặng không nói. Thiên Mệnh váy trắng nhìn Diệp Quân, sau đó cười nói, ca ca rất tốt. Diệp Quân thầm thở dài. Số mệnh của cha đúng là tốt thật. Từ nhỏ đã có nhiều muội muội mạnh như vậy, hơn nữa người nào cũng rất tốt với ông ấy, không hề yêu cầu phải báo đáp lại. Không giống như mình. Mình chẳng có gì cả. Không đúng, những gì mình có hình như cũng vẫn ổn. Mấy cô này vẫn rất tốt với mình. Thiên Mệnh váy trắng nói tiếp, muốn thiết lập trật tự nhất định phải có nhân tính, nhân loại phải áp chế thần tính, nếu không một khi thần tính áp chế nhân tính, đến lúc đó trong thế giới của họ, tất cả sinh linh đều nhỏ bé như kiến. Cảm giác đó, người bình thường không thể hiểu được. Diệp Quân nói, thế nên con muốn lập ra trật tự thì không thể lấy thần tính để vô địch. Thiên Mệnh váy trắng gật đầu, đúng thế. Diệp Quân khó hiểu, nhưng bây giờ người bất khả chiến bại đều là thần tính, còn phải làm sao mới có thể nhân tính để vô địch. Thiên Mệnh váy trắng ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta cũng không biết cách làm cụ thể, ta chỉ biết họ sẽ không để con đi vào con đường của họ. Diệp Quân lặng thinh, không thể đi vào con đường họ từng đi. Diệp Quân nhìn Thiên Mệnh váy trắng, một mình đi một con đường ư. Thiên Mệnh váy trắng cười nói, đúng thế. Diệp Quân cười khổ, họ quá xem trọng con rồi. Người thân thật sự. Thiên Mệnh váy trắng mỉm cười, con đừng tự xem nhẹ bản thân, con phải biết cha và ông nội con lúc trẻ đều không có thực lực bằng con. Diệp Quân lắc đầu, đó là vì con đứng trên đôi vai của họ, điểm xuất phát cao hơn họ. Thiên Mệnh váy trắng nói, có nguyên nhân này, nhưng bản thân con cũng có rất nhiều ưu điểm, dĩ nhiên cũng có không ít khuyết điểm. Đây cũng là chuyện bình thường, dù sao con vẫn còn nhỏ, cần một chút thời gian để trưởng thành, bọn ta không thể yêu cầu con bằng những tiêu chuẩn hoàn toàn kia. Diệp Quân nhìn Thiên Mệnh váy trắng, cười nói, nhưng con vẫn cảm thấy rất áp lực. Thiên Mệnh váy trắng gật đầu, ta biết, nhưng bản thân con cũng nên hiểu, bây giờ con không còn đường lui. Diệp Quân gật đầu, con biết. Thiên Mệnh váy trắng nói, con rất giỏi, ta tin chắc sau này con nhất định có thể thành công. Diệp Quân nhìn Thiên Mệnh váy trắng, tại sao? Thiên Mệnh váy trắng chớp mắt,
không tại sao cả, ta cảm thấy con sẽ thành công. Diệp Quân bật cười, sau đó nói, từ trước đến nay, chỉ có hai người tin tưởng con như thế, một là cô. Thiên Mệnh váy trắng hỏi, còn người còn lại? Diệp Quân khẽ nói, Chân tỷ. Chân thần. Thiên Mệnh váy trắng khẽ gật đầu, cô nương này cũng rất mạnh, ta từng thấy vũ trụ kiếp, cô ta có thể trấn áp được vũ trụ kiếp, trấn áp ác đạo, phải nói là rất lợi hại. Diệp Quân cười nói, thật ra bây giờ con không nghĩ nhiều như thế, chỉ muốn cứu Chân tỷ ra sớm thôi. Thiên Mệnh váy trắng nói, trạm đầu tiên của chúng ta là khứ kiếp giới. Diệp Quân, khứ kiếp giới. Thiên Mệnh váy trắng gật đầu, đúng thế. Diệp Quân hơi nghi ngờ, đến khứ kiếp giới làm gì? Thiên Mệnh váy trắng nói, đến rồi con sẽ biết. Diệp Quân hơi do dự. Thiên Mệnh váy trắng nhìn Diệp Quân cười nói, sao thế? Diệp Quân cười khổ, bây giờ con yếu như thế, đến gặp Chân tỷ ở khứ kiếp giới. Thiên Mệnh váy trắng lắc đầu khẽ cười, đừng nghĩ quá nhiều. Diệp Quân mỉm cười, con vẫn rất lo lắng, vì con muốn đi cứu tỷ ấy khi mình đã vô địch, bây giờ đi, con. Thiên Mệnh váy trắng gật đầu, ta có thể hiểu, nhưng lần này chúng ta đi cũng là nâng cao thực lực. Nói đến đây bà ấy nhìn Diệp Quân, cười nói, con thích chân thần cô nương đó à? Diệp Quân gật đầu. Thiên Mệnh váy trắng cười nói, cô ta cũng thích con sao? Diệp Quân nói, cô, thực lực của con yếu như thế, người nói xem tại sao tỷ ấy lại thích con. Thiên Mệnh váy trắng nói, ngốc, thích không liên quan gì đến thực lực, nhất là với những người thực lực đã vô địch thì càng như thế. Diệp Quân lặng thinh. Thiên Mệnh váy trắng nhìn Diệp Quân, sau đó nói, con muốn trở nên mạnh hơn, sau đó giúp cô ta, đó là chuyện tốt nhưng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, biết không? Diệp Quân gật đầu, con hiểu rồi. Thiên Mệnh váy trắng khẽ gật đầu, sau đó nói, tình cảm thì nên trong sáng, không nên bị những thứ như tiền tài, quyền thế làm cho phức tạp, thích thì cứ thích, không thích là không thích. Bà ấy lắc đầu cười nói, hiện giờ người thế tục xem tình cảm quá phức tạp, cũng giống như hệ ngân hà, nếu nam nữ ở bên nhau, muốn kết hôn, việc đầu tiên phải hỏi đó là người đàn ông có nhà, có xe hay không, có tiền tiết kiệm hay không. Diệp Quân cười nói, nam nữ ở bên cạnh nhau, kinh tế cũng rất quan trọng. Thiên Mệnh váy trắng cười nói, là rất quan trọng, nhưng chẳng phải cả hai cùng nhau cố gắng vì tương lai của gia đình sao? Không có xe, không có nhà, hai người không thể cùng cố gắng phấn đấu sao? Diệp Quân lặng thinh. Thiên Mệnh váy trắng nói, phụ nữ cũng nên nỗ lực để bản thân trở nên ưu tú, chỉ có khi bản thân trở nên xuất sắc thì mới có thể xem những cái gọi là vật chất bên ngoài là không khí, làm những gì mình muốn. Giống chân thần cô nương vậy, cô ta thích con đơn giản chỉ là thích con, không phải vì gia cảnh của con, cũng không phải vì con có bao nhiêu chỗ dựa, vì trong mắt cô ta, những thứ này không quan trọng. Diệp Quân mỉm cười, con hiểu rồi. Thiên Mệnh váy trắng khẽ cười không nói gì. Diệp Quân bỗng hỏi, cô, người từng thích ai chưa? Thiên Mệnh váy trắng cười nói, ý con là thích giữa nam và nữ à? Diệp Quân gật đầu. Thiên Mệnh váy trắng lắc đầu, vẫn chưa. Bà ấy ngẩng đầu lên nhìn tận cuối Tuế Nguyệt Trường Hà, cười nói, có ca ca là đủ rồi. Diệp Quân cười nói, cha hạnh phúc thật. Thiên Mệnh váy trắng nhìn Diệp Quân, chớp mắt, lẽ nào con không hạnh phúc sao? Diệp Quân sửng sốt, cảm thấy khó hiểu. Thiên Mệnh váy trắng cười nói, chúng ta cũng rất thích con, xem con là người thân. Năm vị thiên mệnh từ trước đến nay chỉ để tâm đến hai người. Một là Diệp Huyên, hai là Diệp Quân. Còn Dương tộc, thật ra chẳng có quan hệ gì với họ. Trong lòng họ, người thân nhất là Diệp Huyên và Diệp Quân, đây cũng là lý do tại sao hiện giờ Diệp Quân gặp khó khăn, họ sẽ đích thân đến giúp. Mấy người An Nam Tịnh xem Diệp Quân là người của Dương tộc, mà họ lại xem Diệp Quân là người trong tộc của mình. Vì ngoài Diệp Huyên, Diệp Quân chính là người thân nhất của họ. Người thân. Nghe Thiên Mệnh váy trắng nói thế, Diệp Quân cảm thấy như có một lòng nước ấm chảy vào lòng. Đến bây giờ các vị cô đều đối xử rất tốt với hắn. Ngay lúc này Thiên Mệnh váy trắng bỗng nói, chúng ta sắp đến rồi. Nghe thế Diệp Quân không suy nghĩ nữa, hắn nhìn phía xa, cảm thấy có chút mong đợi, dĩ nhiên vẫn có lo lắng. Chân tỷ, cũng không biết bây giờ tỷ ấy thế nào rồi. 100 năm. Mình có thể trở nên vô địch trong 100 năm sao?
quá khứ tông sẽ cho mình 100 năm sao? Diệp Quân nhắm mắt lại. Áp lực trước giờ rất lớn. Thiên Mệnh váy trắng nhìn Diệp Quân, cảm thấy không nỡ nhẫn tâm. Bà ấy biết Diệp Quân đang chịu rất nhiều áp lực, hơn nữa áp lực cực kỳ lớn, nhất là khi mấy người cha của hắn bắt đầu giấu hắn. Mặc dù bà ấy không tán thành cách làm này nhưng cũng không có cách nào khác, hiện giờ đây có thể là cách tốt nhất. Dù sao thời gian của mọi người không còn nhiều. Lúc này Diệp Quân bỗng nói, cô, hiện giờ cảnh giới cao nhất mà con tiếp xúc là mệnh vận đại đế, trên nữa là cảnh giới gì? Thiên Mệnh váy trắng thôi suy nghĩ, cười nói, đế quân. Diệp Quân hơi ngờ vực, đế quân. Thiên Mệnh váy trắng gật đầu, cảnh giới đế quân chỉ có ở trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Chẳng hạn như những người có thể ngược dòng tuế nguyệt 50 tỷ năm thì được gọi là đế quân. Những người có thể trở thành đế quân cơ bản không thực, vì họ muốn ngược dòng thời gian về 50 tỷ năm vẫn rất khó. Đế quân. Diệp Quân khẽ gật đầu, thực lực của những đế quân mà hắn gặp trên đường đi đều vô cùng mạnh. Diệp Quân lại hỏi, trên đế quân thì sao? Thiên Mệnh váy trắng cười nói, trên đế quân là thiên quân. Cường giả ở cấp bậc này có thể tự mình ngược dòng thời gian về 50 tỷ, có thể xem là cường giả đỉnh cấp trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Quân lặng thinh. Thiên Quân. Trước đây sau khi Cổ Nam Dung Đại Kiếm đế quân đột phá chắc hẳn cũng là Thiên Quân. Diệp Quân nhìn Thiên Mệnh váy trắng, bà ấy cười nói, trên Thiên Quân là tổ cảnh. Diệp Quân hơi tò mò, tổ cảnh là gì? Thiên Mệnh váy trắng giới thiệu. Cường giả ở cấp bậc tổ cảnh này có thể đi ngược thời gian về 90 tỷ năm, tương đương với việc họ có thể đi ngược về tận cuối quá khứ ở những năm đã biết. Những cường giả này cực kỳ ít ở trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Tổ cảnh. Diệp Quân gật đầu, tổ long chắc hẳn là tổ cảnh, tộc trưởng quỷ tộc cũng là cường giả tổ cảnh. Còn có các chủ kiếm các ở quá khứ tông trước đó, vị này chắc cũng là cường giả tổ cảnh. Diệp Quân như nghĩ đến điều gì? Bỗng nhíu mày, cô, có gì đó không đúng. Thiên Mệnh váy trắng nhìn Diệp Quân, cái gì không đúng. Diệp Quân nghiêm túc nói, trước đây nghe Thanh Thanh cô nói bà ấy đã tiếp xúc với đạo là cảnh giới trên tổ cảnh à. Thiên Mệnh váy trắng gật đầu, đúng thế. Diệp Quân khó hiểu nói, nếu Thanh Thanh cô đã ở cảnh giới trên tổ cảnh, vậy tại sao lúc bà ấy đánh với đám đế quân đó? Nói đến đây hắn không nói tiếp nữa. Lúc đánh mấy vị cường giả đế quân đó, Diệp Thanh Thanh cũng hơi mất sức, theo lý thì bà ấy cao hơn các đế quân đó mấy cảnh giới, hẳn là phải giết trong tích tắc mới đúng chứ. Hơn nữa bà ấy còn là kiếm tu, sức chiến đấu của kiếm tu vượt trội hơn các cường giả cùng cấp. Nghe Diệp Quân nói thế, Thiên Mệnh váy trắng chớp mắt, thầm nói thôi xong, thằng nhóc này thế mà lại suy nghĩ lung tung. Diệp Quân nhìn Thiên Mệnh váy trắng đợi câu trả lời. Thiên Mệnh váy trắng mỉm cười. Bây giờ Diệp Thanh Thanh cô của con là tiếp xúc với đạo, cảnh giới này rất đặc biệt. Diệp Quân tò mò, rất đặc biệt. Thiên Mệnh váy trắng gật đầu, cảnh giới này chú trọng đến tâm cảnh, tính cách của Thanh Thanh cô của con lại nóng nảy, tâm cảnh không ổn định nên vấn đề rất lớn. Diệp Quân nhìn Thiên Mệnh váy trắng không nói gì, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ nghi ngờ. Thiên Mệnh váy trắng nghiêm túc nói, thật mà. Diệp Quân hỏi, cô. Người cũng là tiếp xúc với đạo sao? Thiên Mệnh váy trắng chớp mắt, đúng thế. Diệp Quân nói, tính tình của người rất tốt. Thiên Mệnh váy trắng im lặng. Toang rồi. Thằng nhóc này không dễ gạt như thế. Diệp Quân do dự, sau đó nói, cô, chắc người hiếm khi gạt ai nhỉ? Thiên Mệnh váy trắng thành thật gật đầu, hầu như chưa từng, đây là lần đầu tiên. Diệp Quân cạn lời. Người thẳng thắn như thế. Cũng không biết gạt mình. Thiên Mệnh váy trắng cười nói, hôm khác con đi hỏi Thanh Thanh cô ấy, bà ấy sẽ nói cho con nghe vấn đề này. Diệp Quân khẽ cười, lắc đầu. Hỏi Thanh Thanh cô. Thậm chí bà ấy sẽ không gạt ngươi mà sẽ đánh một trận. Diệp Quân còn định nói gì đó thì lúc này Thiên Mệnh váy trắng bỗng nói, chúng ta sắp đến rồi. Diệp Quân nhìn Thiên Mệnh váy trắng, thấy đối phương đổi chủ đề, hắn chỉ khẽ cười không hỏi nữa. Tính tình cô này rất tốt, dịu dàng hòa nhã, mình vẫn nên quý trọng thì hơn. Nếu ép buộc bà ấy đi rồi thì mình là người chịu thiệt. Thấy Diệp Quân không hỏi nữa, Thiên Mệnh váy trắng thầm thở phào. Thằng nhóc này khá thông minh, không dễ bị lừa. Lúc này Diệp Quân như nghĩ đến gì đó, bỗng hỏi, cô, người biết ông nội con à?
Thiên Mệnh váy trắng gật đầu, biết chứ, lúc ta quen với ông ấy vẫn còn rất yếu. Diệp Quân cảm thấy có hứng thú, rất yếu. Thiên Mệnh váy trắng gật đầu, cười nói, năm đó ông nội con vẫn còn khá yếu, nhưng sau đó ông ấy trưởng thành cực kỳ nhanh. Diệp Quân trầm giọng nói, cô, tài năng của người, Đồ cô và Thanh Thanh cô đều đỉnh cấp nhất thế gian, tại sao mọi người? Nói đến đây hắn không nói tiếp nữa. Thật ra hắn đã thắc mắc vấn đề này rất lâu rồi. Tài năng của Thiên Mệnh váy trắng cô này, Diệp Thanh Thanh cô và Đồ cô tuyệt đối đáng sợ, thế nhưng nhiều năm như thế mà họ vẫn không thể vô địch. Hắn nghĩ chuyện này hơi bất thường. Nghe Diệp Quân nói, Thiên Mệnh váy trắng mỉm cười, thế tục có một câu là muốn giàu thì cố gắng nỗ lực, muốn đại quý đại phú thì dựa vào số mệnh, con tin câu này không? Diệp Quân gật đầu, có lý. Thiên Mệnh váy trắng cười nói, từ xưa đến nay, về mặt ý nghĩa vượt qua đại đạo, hơn nữa người một mình đi trên một con đường cũng chỉ có mấy người họ. Diệp Quân hỏi, là vì chấp niệm sao? Ánh mắt Thiên Mệnh váy trắng lóe lên vẻ ngạc nhiên, con. Lúc này bà ấy mới nhận ra rằng có lẽ bà ấy đã xem thường đứa cháu này rồi. Nhìn vẻ mặt của Thiên Mệnh váy trắng, Diệp Quân thầm thở dài. Hắn đoán không sai. Đúng là vì chấp niệm. Chấp niệm này dĩ nhiên là cha mình. Mặc dù cô váy trắng cũng có chấp niệm nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua đại đạo bằng chấp niệm. Trực giác nói cho hắn biết thực lực của cô váy trắng không đơn giản là vượt qua đại đạo. Cô bí ẩn. Thiên Mệnh váy trắng bỗng cười nói, ta không quá để tâm đến việc vô địch, thực lực đủ dùng là được, dù sao bây giờ ca cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Diệp Quân cười nói, cô, cha sống lại một đời, mọi người sẽ đi theo sao? Thiên Mệnh váy trắng lắc đầu, tạm thời thì không. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Thiên Mệnh váy trắng cười nói, bây giờ huynh ấy là của một mình cô váy trắng. Diệp Quân chớp mắt, cô váy trắng sẽ ghen tị à? Thiên Mệnh váy trắng khẽ cười, sau đó nói, ở thế giới này thì không, nhưng ở thế giới đó chắc chắn sẽ có. Ghen tị. Diệp Quân hơi tò mò. Nếu cô váy trắng ghen thì sẽ thế nào? Sẽ không vung tay lên hủy diệt thế giới chứ? Nghĩ đến đây, Diệp Quân không khỏi lắc đầu khẽ cười. Ngay lúc này Thiên Mệnh váy trắng nói, chúng ta đến rồi. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, lúc này Thiên Mệnh váy trắng kéo cánh tay hắn rồi biến mất. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân và Thiên Mệnh váy trắng đi vào một tinh không, vừa bước vào tinh không này, Diệp Quân lộ ra vẻ nghiêm trọng. Cả tinh không vô tận thế mà toàn là một màu đỏ của máu hệt như một biển máu. Vừa bước vào tinh không màu đỏ máu này, Diệp Quân đã cảm nhận được cảm giác ép bức trước nay chưa từng có. Vũ trụ kiếp, uy lực này cực kỳ đáng sợ hơn uy lực tổ long mà hắn gặp trước đó ít nhất 100 lần. Lúc này cả người hắn không khỏi run lên. Sợ hãi, cảm giác sợ hãi bỗng dâng lên từ tận đáy lòng, sau đó lan ra khắp người hắn. Lúc này Thiên Mệnh váy trắng kéo cánh tay Diệp Quân, kiếm thế cực mạnh chắn trước mặt hắn. Có kiếm thế chặn lại, Diệp Quân mới cảm thấy đỡ hơn. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía xa, tận cuối tinh không liên tục có tia chớp màu máu lóe lên, mỗi tia chớp đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt thế giới, cực kỳ đáng sợ. Thiên Mệnh váy trắng nhìn tận cuối tinh không vũ trụ đó, lúc này vẻ mặt bà ấy cũng khá nghiêm trọng, đó chính là vị trí của ác đạo. Diệp Quân trầm giọng nói, cô, chẳng phải chân tỷ đã trấn áp cô ta bằng bản thể rồi sao? Tại sao khí tức ác đạo này? Thiên Mệnh váy trắng lắc đầu, không trấn áp được. Không trấn áp được. Nghe Thiên Mệnh váy trắng nói thế, Diệp Quân sửng sốt, run giọng nói, là sao? Thiên Mệnh váy trắng khẽ nói, chân thần áp chế cô ta quá lâu, mỗi một lần trấn áp sức mạnh của ác đạo đều sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là lần cuối cùng bản thể của chân thần có thể áp chế cô ta trong trường hợp bình thường, nhưng... Diệp Quân lập tức nói, tông chủ quá khứ tông. Thiên Mệnh váy trắng gật đầu, ừ. Sắc mặt Diệp Quân trở nên khó coi. Thiên Mệnh váy trắng nhìn Diệp Quân, sau đó nói, có lẽ, không có thời gian 100 năm. Diệp Quân bỗng nói, cô, con muốn gặp chân tỷ. Thiên Mệnh váy trắng lặng thinh. Diệp Quân nhìn Thiên Mệnh váy trắng, cô, làm ơn. Khu vực kiếp nạn ở phía xa không phải là thứ mà hắn có thể vượt qua. Thiên Mệnh váy trắng nói, bây giờ chân thần có 90% thần tính.
Diệp Quân mỉm cười, với con, tỷ ấy vẫn là chân tỷ. Thiên Mệnh váy trắng im lặng một lúc lâu rồi nói, ta bảo vệ con qua đó. Diệp Quân gật đầu, cảm ơn cô. Thiên Mệnh váy trắng bỗng xòe tay ra, kiếm trong tay bỗng bay lên chém một nhát. Vèo. Nhát kiếm này phá không trung bay đi, khu vực kiếp nạn đó bị chém tạo ra một con đường. Thiên Mệnh váy trắng nói, mau lên. Diệp Quân gật đầu, biến thành kiếm quang bay về phía xa dọc theo con đường đó. Khi hắn xuyên qua khu vực kiếp nạn, một người phụ nữ đỏ máu bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, hắn chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay đã bóp lấy cổ họng hắn. Ác đạo. Ác đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, mặt mày hung tợn. Lúc này một giọng nói không cảm xúc bỗng vang lên phía sau ác đạo, ngươi làm hắn bị thương thử xem. Giọng nói quen thuộc này. Diệp Quân giật mình, nhìn ra sau lưng ác đạo, thấy một người phụ nữ trong chiếc váy dài màu xanh nhạt đứng đó. Tóc trắng như tuyết, mắt lạnh như băng. Là Từ Chân. Chân tỷ đến. Vô số khoảnh khắc quen thuộc với đối phương vụt qua như điện xẹt trong đầu Diệp Quân. Ác đạo nghe thấy Từ Chân lên tiếng thì quay lại, hung tợn gằn giọng, bản thân ngươi còn chưa lo xong mà còn muốn bảo vệ hắn. Từ Chân chỉ lạnh lùng nhìn lại. Ác đạo cười khẩy, nhìn Diệp Quân đầy mỉa mai, trăm năm vô địch cũng chỉ thế thôi à. Phế vật. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến từ phía sau. Ác đạo quay phát lại. Quỳnh. Cô ta bị đánh văng ra xa tít trong một tiếng rên rỉ. Ác đạo quắc mắt chừng Từ Chân đầy oán độc. Đối phương làm như không thấy, chỉ quay lại nhìn Diệp Quân. Ánh mắt không hề dao động. Diệp Quân đi đến gần, nhưng bị một thứ gì đó vô hình chặn lại khi còn cách đối phương nửa trượng. Từ Chân lắc đầu, xoay người đi, đi đi. Diệp Quân ngẩn ra, chân tỉ. Từ Chân lãnh đạm, đến đây làm gì? Giọng vẫn không có chút tình cảm nào. Diệp Quân thì thầm, ta đến gặp tỉ. Từ Chân không đáp lại. Diệp Quân lại muốn đến gần nhưng vẫn bị màn chắn vô hình kia chặn lại. Hắn thở dài, tỷ đã không muốn gặp thì thôi ta đi. Nói rồi xoay người rời đi. Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm nghĩ, chân tỷ sẽ gọi mình lại chứ hả? Thế mà đi được hẳn một đoạn rồi vẫn chẳng nghe thấy gì. Diệp Quân xa sầm mặt. Bỗng có tiếng bước chân vang lên sau lưng. Hắn xoay người, thấy Từ Chân đang đứng trước mặt mình. Diệp Quân phấn khởi, chân tỷ. Từ Chân lãnh đạm, chuyện gì? Hắn nắm lấy tay cô ta cũng không phản đối. Tuy ánh mắt Từ Chân vẫn lạnh nhạt như trước nhưng Diệp Quân cảm nhận được nội tâm cô không xa cách đến vậy. Hắn bèn nói, đợi ta nhé. Rồi xoay gót đi. Thái độ dứt khoát này khiến Từ Chân ngẩn người. Lần này Diệp Quân đi thật. Hắn không phí lời tình chàng ý thiếp. Bởi vì thứ mà Từ Chân cần nhất hiện giờ là giúp đỡ chứ không phải mấy lời tỏ tình. Hắn chỉ có thể nâng cao sức mạnh của mình mà thôi. Từ Chân nhìn theo bóng lưng hắn, muốn mở miệng nhưng rồi lại chẳng biết nói gì. Một hồi lâu sau, cô ta thấp giọng thở dài, xoay người đi. Đúng lúc này, ác đạo lại xuất hiện cách Diệp Quân không xa. Hắn nhíu mày. Ác đạo, phế vật. Diệp Quân thản nhiên hỏi lại, cô muốn đấu võ mồm chứ gì? Ác đạo khinh bỉ, ngươi không phải là phế vật thì là thứ gì? Trăm năm, ngươi cho rằng con ả kia chịu được trăm năm sao? Diệp Quân nhíu mày, cô có ý gì? Ác đạo nhăn nhở, ra là ngươi không biết à? Ha ha ha, ngươi cho rằng thứ ả đang trấn áp chỉ là vũ trụ kiếp thôi ư? Thứ ấy đến từ vô vàn chúng sinh, trấn áp nó chẳng khác gì đi ngược lại đạo. Mỗi ngày đều bị ác niệm của chúng sinh phản phệ. Cảm giác ấy, kha kha. Bị chúng sinh phản phệ. Diệp Quân nghe vậy thì biến sắc. Ác đạo vung tay lên. Một màn sáng xuất hiện cách đó trăm trượng, chiếu cảnh bản thể của Từ Chân đứng trong một vùng không gian hỗn độn vô danh, nơi có vô số ác niệm đang không ngừng ùa vào cơ thể cô ta. Ăn mòn từng chút một. Sức mạnh chúng sinh đang liên tục ăn mòn Từ Chân, khiến cho sự sống của cô ấy biến mất theo từng ngày. Ác đạo nở nụ cười lạnh lùng với Diệp Quân, ngươi cho rằng ả chỉ đang trấn áp ta thôi sao? Không, ả đang trấn áp ác quả của ngàn vạn chúng sinh này. Trăm năm mà ả nói chỉ là để gạt ngươi mà thôi, chứ ả cùng lắm chỉ chịu được 10 năm trước khi bị ác niệm ấy xâm chiếm hoàn toàn. Diệp Quân siết chặt hai tay, run rẩy hỏi Từ Chân, chân tỷ, cô ta nói thật ư? 10 năm,
10 năm, căn bản không có trăm năm gì cả. Mà chỉ 10 năm thôi, từ chân sẽ bị ác niệm xâm chiếm hoàn toàn. Tỷ ấy đang gạt mình ư? Bên kia, từ chân dừng bước, im lặng một hồi lâu mới đáp, là giả. Diệp Quân gào lên, tỷ còn định gạt ta tiếp ư? Từ chân không nói gì. Hai mắt Diệp Quân đỏ ngầu, chân tỷ chỉ còn 10 năm thôi. Từ chân thì thầm, còn nhớ ta đã nói gì với cậu không? Chúng ta. Diệp Quân lập tức lắc đầu, không, ta không nhớ gì hết. Tỷ nói tỷ cho ta 100 năm, bây giờ hóa ra chỉ còn chưa tới 10 năm. Chân tỷ, vì sao lại dối gạt ta? Từ chân xoay lưng lại, chẳng lẽ cậu không muốn vô địch? Diệp Quân gào lên, vô địch quan trọng bằng tỷ sao? Thân hình từ chân khẽ run. Nhưng khi Diệp Quân đi đến, từ chân lại nói, cho dù chỉ có 10 năm, ta vẫn tin cậu sẽ có thể vô địch. Diệp Quân, tỷ tin sao? Từ chân, ta tin. Diệp Quân dừng bước, nên tỷ mới quyết định hy sinh. Từ chân không đáp. Diệp Quân lắc đầu, không, ta không cho phép tỷ chịu chết. Từ chân còn chưa kịp nói thì đã bị tiếng cười của ác đạo cắt ngang, không cho. Ngươi tưởng ngươi là ai? À phải rồi, ngươi là vua dựa dẫm cơ mà. Nào, gọi chỗ dựa của ngươi đến đây. Gọi đến đây. Diệp Quân không khỏi cau mày, tự hỏi con ả này bị trấn áp lâu quá nên khùng rồi hả? Ác đạo quắc mắt chừng hắn đầy oán độc, thứ phế vật nhà ngươi. Doạt! Thời không trước mặt Diệp Quân bỗng nứt đôi, để một người phụ nữ bước ra. Người phụ nữ váy trắng. Diệp Quân thấy đối phương thì ngẩn ra, cô. Bà ấy chỉ nói, nhắm mắt lại. Diệp Quân càng không hiểu tợn, là sao? Bà ấy xoa đầu hắn, ngoan, nghe lời ta. Diệp Quân, bị đối phương nhìn chằm chằm mãi, hắn bèn nghe lời nhắm mắt lại. Người phụ nữ váy trắng vẫn không yên lòng mà vung tay phong ấy vùng không gian Diệp Quân đang đứng, làm hắn không nhìn thấy, không cảm thấy được gì. Cảm giác như bị nhốt vào phòng tối vậy. Sau đó, bà ấy mới xoay lại nói với ác đạo, mở mồm ngậm miệng đều là phế vật, ngươi cho rằng ngươi mạnh lắm hay sao? Đối phương quắc mắt, ta là đại đạo, là căn nguyên của chúng sinh. Người phụ nữ chỉ vươn tay làm động tác bóp, ác đạo không kịp phản ứng, bị thộp lấy ngay cổ họng. Người phụ nữ bày ra vẻ xem thường, đại đạo, yếu như chó. Rồi vung tay tát vào má cô ta. Chát! Một tiếng vả réo rắt vang lên, cô không phải đối thủ của cô ta. À! Sau khi bị người phụ nữ váy trắng tát một bạt tai, ác đạo hoàn toàn phát điên, đôi mắt nàng ta như phun ra lửa, nét mặt vô cùng điên cuồng, ngươi dám. Còn chưa nói hết, người phụ nữ váy trắng đột nhiên xách ác đạo lên ném xuống mặt đất trước mặt. Ầm, thời không vỡ tan. Ác đạo. Người phụ nữ váy trắng giẫm chân phải lên mặt ác đạo, nhìn vào khuôn mặt dữ tợn của cô ta, yếu như con kiến không biết, còn nghĩ bản thân lợi hại lắm. Dứt lời, bà ấy hơi dùng sức, khuôn mặt xinh đẹp của ác đạo lập tức vặn vẹo biến dạng. Ác đạo đã bị sỉ nhục đến thế bao giờ? Cô ta lập tức gào thét một cách điên cuồng, cùng lúc đó, cô ta thả ra vô số kiếp lôi, nhưng những kiếp lôi kia vừa xuất hiện đã bị một sức mạnh kinh khủng nghiền nát. Vào khoảnh khắc này, tất cả ác niệm chúng sinh và kiếp lực đều không có chút tác dụng nào cả. Không hề có khả năng phản kháng. Nhìn thấy cảnh này, một cảm giác sợ hãi lan ra từ trong cơ thể của ác đạo, cả người cô không nhịn được run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Người phụ nữ váy trắng nhìn xuống ác đạo, không có thái độ gì yếu. Ác đạo hoảng sợ nhìn người phụ nữ, run rẩy nói, ngươi. Người phụ nữ không hề nhiều lời, bà ấy nâng chân lên đá một phát vào mặt ác đạo. Bốp! Ác đạo lập tức bị đá bay nghìn trượng. Người phụ nữ lạnh lùng nhìn ác đạo đã hoàn toàn ngơ ngác phía xa, ngươi có thể đánh hắn, nhưng không thể sỉ nhục hắn, hiểu chứ? Ác đạo nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt vô cùng kiêng dè, ngươi. Lúc này, cô ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vượt qua đại đạo. Dù người phụ nữ này đã vượt qua đại đạo, nhưng cũng không thể khiến cô ta không có khả năng đánh trả như thế được. Sao có thể chứ? Ác đạo hoàn toàn sững sờ. Lúc này, tín ngưỡng võ đạo trong lòng cô ta đã sụp đổ. Vì thực lực của người phụ nữ trước mắt đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi nhận thức võ đạo của cô ta. Trước khi đến đây, cô ta vẫn cho rằng mình là đỉnh cú chóp.
Nhưng mà, người phụ nữ váy trắng nhìn chằm chằm ác đạo, xông lên. Nghe thấy thế, sắc mặt ác đạo lập tức thay đổi, cô ta vừa định rút lui thì một khí thế đáng sợ đã cố định cô ta lại. Người phụ nữ váy trắng vung tay tát một cái. Chát! Ác đạo lập tức bị đánh một bạt tai, có máu tươi phun ra từ trong miệng cô ta. Người phụ nữ váy trắng kẹp hai ngón tay, một giọt máu bị bà ấy đón lấy, sau đó bà ấy quẹt giọt máu kia lên khóe miệng mình, tiếp theo lại xé một góc áo của mình. Trông giống như vừa trải qua một trận chiến nguy hiểm vậy. Khung cảnh này khiến ác đạo ngơ ngác, bà ấy đang làm gì thế? Lúc này, người phụ nữ váy trắng xoay người vung tay áo, Diệp Quân được thả ra khỏi phòng tối. Khi nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ này, Diệp Quân nhất thời sửng sốt, cô, người. Người phụ nữ thản nhiên nhìn ác đạo phía xa, bình tĩnh nói, cô ta quá mạnh, cô không phải đối thủ của cô ta. Ác đạo, thiên mệnh váy trắng. Nghe thấy lời của người phụ nữ váy trắng, Diệp Quân thoáng sửng sốt, sau đó sắc mặt hắn trở nên nặng nề, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Cô váy trắng cũng không thể làm gì ác đạo này. Từ trước đến giờ, cô váy trắng vẫn luôn vô địch, nhưng bây giờ... Diệp Quân quay đầu nhìn về phía ác đạo, hắn không ngờ người phụ nữ này lại mạnh hơn cô váy trắng. Đúng là khó tin. Toi đời rồi. Diệp Quân cảm thấy cả người tê dại. Lúc này, tín ngưỡng võ đạo trong lòng hắn cũng đã sụp đổ. Lúc này, người phụ nữ váy trắng đột nhiên nói, con đi trước đi, ta sẽ ở lại ngăn cản cô ta. Diệp Quân hơi do dự, sau đó nói, cô, việc này. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, chăm chỉ tu luyện, con là hy vọng cuối cùng của chúng ta đấy. Dứt lời, bà ấy nhìn về phía thiên mệnh váy trắng. Thiên mệnh váy trắng hiểu ý, lập tức kéo tay Diệp Quân, run rẩy nói, mau đi thôi, nếu còn không đi thì không đi được nữa đâu. Dứt lời, bà ấy dẫn Diệp Quân xoay người ngự kiếm rời đi. Diệp Quân nhanh chóng bị thiên mệnh váy trắng dẫn đi, biến mất ở cuối chân trời. Sau khi thấy Diệp Quân rời đi, người phụ nữ quay đầu nhìn ác đạo phía xa, sắc mặt ác đạo lập tức thay đổi, vội vàng lùi lại. Người phụ nữ lạnh nhạt nhìn thoáng qua ác đạo, chó cũng mạnh hơn ngươi. Dứt lời, bà ấy xoay người biến thành một tia kiếm quang biến mất ở phía xa. Ở vị trí ban đầu, sắc mặt ác đạo vô cùng khó coi, đương nhiên nhiều hơn là cảm giác sợ hãi. Trước kia cô ta từng nghe nói đến người phụ nữ váy trắng, biết đây là cô của Diệp Quân, nhưng cũng chưa từng giao thủ với bà ấy. Cô ta cho rằng cùng lắm đối phương cũng chỉ vượt qua đại đạo mà thôi. Mà đối với cô ta, cao thủ vượt qua đại đạo cũng không có uy hiếp quá lớn, dù sao cô ta cũng là hóa thân của đại đạo. Nhưng cô ta không ngờ người phụ nữ váy trắng này lại mạnh đến thế. Khi nãy lúc đối mặt với người phụ nữ này, cô ta không hề có khả năng đánh trả. Đúng là kinh khủng. Lúc này, chân thần ở bên cạnh cất lời, biết mình yếu đến mức nào rồi đúng không? Ác đạo quay đầu nhìn về phía chân thần, cô ta căm thù nói, chân thần. Người vẫn nên lo cho mình trước thì hơn. Trong vòng 10 năm, người sẽ bị sức mạnh ác niệm chúng sinh từng bước xâm chiếm, khi đó. Từ chân chớp mắt, ta sợ, sợ quá đi thôi. Dứt lời, cô ta nhìn ác đạo bằng ánh mắt thương hại, sau đó xoay người rời đi. Nét mặt ác đạo rất khó coi, ánh mắt đó của từ chân là có ý gì? Thương hại. Từ chân có tư cách gì thương hại cô ta? Từ chân có tư cách gì? Cô ta chợt cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được là lạ ở đâu. Ác đạo không suy nghĩ nhiều nữa, cô ta hít sâu một hơi, 10 năm, chỉ cần từ chân chết, cô ta sẽ có thể thoát khỏi ràng buộc, đến lúc đó, cô ta sẽ có thể áp chế thiện đạo, sau đó dung hợp với nó, trở thành một thân thể hoàn chỉnh, khi đó, thực lực của cô ta sẽ đạt tới một độ cao chưa từng có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.